Chương 361 Chuyện này chị sao lại có thể đem ra nói đùa với em được chứ? Sắc mặt mặt di nhiễm dung thật nghiêm túc, hoàn toàn chẳng có biểu hiện gì là đang nói đùa, chị nói đều là sự thật. Mắt liên kiều khẽ chấp, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cô đưa tay bụng miệng che đi một tiếng kêu kinh ngạc. Cô nhớ rồi. Từng câu từng chữ khi Yodo nói chuyện với cô lần đầu tiên chật vọng lại bên tai cô khiến cô nhất thởi ngay ngốc tại chỗ. Liên Kiều chị không sao chứ Hoàng Phủ Anh cảm thấy biểu hiện của cô thật kỳ lạ liền quan tâm hỏi Liên Kiều ngơ ngẩn nhìn mọi người sau đó mới chậm chạp lên tiếng Em còn nhớ lúc đó Yodo Đô nói với em Rằng cha mẹ em không còn sống nhưng em vẫn còn một người chị Lời của cô ta nói Chẳng lẽ cô nhìn thẳng mặt Di Nhiễm Dung Chị, chẳng lẽ, chẳng lẽ cô ta đúng là chị ruột của em sao? Mặt Di Nhiễm Dung gian nan gật đầu Chắc là không sai đâu, Lúc đó chị xem những ghi chép trong gia phả, cô ta đích thực là chị ruột của em. Chỉ có điều trước giờ chị cứ tưởng cô ta bất hạnh mà chết yếu từ lúc mới sinh cho nên cũng không có nhắc với em về chuyện này. Không ngờ cô ta lại còn sống, hơn nữa lại còn nhắm vào chúng ta mà ra tay. Sao lại như vậy được chứ? Thượng quan tuyền bất mãn cho mày, liên kiều sinh sau cô ta, lại chẳng làm gì hại đến cô ta, hoàn toàn chẳng có thù hận gì mà còn là hai chị em, sao cô ta lại làm như thế chứ? Bởi vì tâm lý của cô ta có chướng ngại. Lãnh thiên dục trầm mặt nãy giờ lúc này mới chậm rãi lên tiếng, đối với chuyện của vương thất mã lai ít nhiều gì anh cũng có nghe nói, anh nghĩ lúc đầu không phải là cô ta chết yểu mà là bị cha mẹ bỏ rơi. Bởi vì cô ta từ lúc mới sinh đã có biểu hiện của một năng lực khác người, vì vậy cha mẹ của cô ta vì không muốn phải chịu lời nguyền của gia tộc nên đem cô ta bỏ ở một nơi hoang vắng. Không ngờ cô ta mạng lớn lại không chết, hơn nữa còn biết thân phận thực sự của mình. Khi cô ta gặp được Liên Kiều, đối với người em gái này, tin chắc cô ta sẽ có cảm giác ghen tị. Thứ nhất là bởi vì Liên Kiều được hoa đô lão nhân yêu thương, bảo hộ, tuy Liên Kiều cũng có năng lực khác người nhưng lại không được cho học gián đầu thuật, như vậy thì Liên Kiều sẽ không cần phải đảm đương sứ mệnh làm gián đầu sư của gia tộc, không phải chịu áp lực, làm một cô gái bình thường, khỏe mạnh, vui vẻ trưởng thành. Thứ hai, hoàng thất mã lai và gia tộc hoàng phủ có đính ước hôn nhân nếu như lúc đó cô ta không bị cha mẹ bỏ rơi có lẽ hôm nay người chân chính được gả vào nhà hoàng phủ là cô ta chứ không phải liên kiều cô ta cho rằng liên kiều đoạt lấy tình thân thậm chí là tình yêu cho nên anh đoán rằng trong tâm lý cô ta sản sinh ra chướng ngại thù hằn đối với liên kiều liên kiều nhìn lãnh thiên dục trừng trừng cô không thể tin được cũng không muốn tin giả thuyết kinh người của hắn nhưng cũng không có cách nào phản bác Cô Giang Nan nuốt một ngụm nước bọt. "Lãnh đại ca, giả thuyết của anh thật đáng sợ." Lãnh Thiên Dục hơi mỉm cười, "Không tệ nha, nhà đầu này rốt cuộc đã thay đổi cách xưng hô với mình, cách gọi Lãnh đại ca này dù sao so với cả ngày cứ Lãnh Thiên Dục này Lãnh Thiên Dục nọ tốt hơn nhiều." "Liên Kiều, anh nghĩ sự phân tích của anh không đúng 10 thì cũng đúng đến 8 phần." "Đúng vậy, thực ra cách nghĩ của chị cùng cách nghĩ của Lãnh tiên sinh không hẹn mà trùng hợp." Không có khả năng cô ta không biết em là em gái ruột của mình nhưng cô ta vẫn quyết định ra tay với em, đương nhiên là có nguyên nhân. Cô ta ngưỡng mộ, đồng thời cũng ghen tị với hạnh phúc của em mà cái loại ghen tị này chính là động cơ và sức mạnh thôi thúc cô ta, mà đối tượng ra tay lại chính là em. Mặc di nhiễm dung nói một cách lưu loát, nhưng Liên Kiều thì cảm thấy thật khó chịu, mắt cô dần hiện lên nỗi bi thương. Chị ấy là chị của em, từ nhỏ liền bị cha mẹ bỏ rơi, nếu như thật sự là như vậy chị ấy chị ấy nhất định là chịu khổ rất nhiều liên kiều giọng mặt di nhiễm dung chợt trở nên lạnh lùng cô nhìn em gái mình nói rõ ràng từng chữ biểu tình này của em chị có thể xem như là em đang đồng tình với cô ta sao liên kiều ngẩng mặt lên ánh mắt ảm đạm nhìn chị mình chị cũng hy vọng chị ấy hồi tâm chuyển ý mà thu tay kịp lúc không phải sao nếu như chị ấy nhận lại người em gái này chị ấy sẽ không nhẫn tâm làm vậy nữa đâu Thực tế là cô ta vốn không cho rằng em là em gái của cô ta, mặt di nhiễm dung vẫn nói bằng giọng lạnh lùng. Một mặt di nhiễm dung tức giận như vậy cũng là lần đầu Liên Kiều thấy, ý của chị là bây giờ không phải là lúc em đồng tình và thương hại cho cô ta. Nhưng mà, dù sao chị ấy cũng là chị gái của em. Liên Kiều em đừng quên, cũng bởi vì cô ta cho nên cả nhà hoàng phủ mới trở thành như bây giờ. Nếu như cô ta cứ mãi chấp mê bất ngộ, chị nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn cho dù là dùng hết khả năng của mình cũng phải ngăn chặn những hành vi của cô ta. Trong mắt mặt di nhiễm dung vẫn còn phẫn nộ, bàn tay cũng vô ý thức nắm chặt lại. Bá bá bá. Lời của mặt di nhiễm dung còn chưa nói hết thì chợt nghe có tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người kinh ngạc cùng quay đầu về phía cửa nhìn về nơi vừa phát ra tràn vỗ tay kia. Người đến chính là Yodo, cô ta mặc một chiếc váy ngủ màu đen, bộ dạng hết sức xinh đẹp, cả người toát ra vẻ lười nhát. Yodo đang dựa người vào cửa, vừa cười vừa nói, thật đúng là lời lẽ oai phong. Đúng vậy, hiện giờ không phải là lúc mọi người đồng tình hay thương hại tôi mà là thương hại chính bản thân các người mới đúng. Lãnh thiên dục nhìn người phụ nữ đứng cách mình không xa, trong lòng thầm chấn động, hắn tự nhận mình là người có tính cảnh giác cao, nào ngờ lại không hề phát hiện người phụ nữ kia từ lúc nào thì tiến vào. Tin rằng mặt di nhiễm dung cũng có cùng cách nghĩ với hắn. Cô châu mày, đấy mắt sẽ qua một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường liên kiều thì ngạc nhiên đến đứng bật dậy nhìn vô đô ánh mắt cực kỳ phức tạp còn thượng quan tuyền thì cũng trầm ngâm nhìn cô ta môi mím chặt không biết đang suy nghĩ gì hoàng phủ anh thì hoang mang đến không thốt nên lời chừng như rất hài lòng khi thấy biểu hiện của mọi người vô đô bật cười khanh khách chậm rãi đi vào phòng sau đó đi về phía liên kiều cô muốn làm gì thượng quan tuyền lập tức có phản ứng cô bước nhanh về phía trước chắn trước mặt liên kiều đôi mắt đẹp nhìn về phía Yodo đô bằng ánh mắt cảnh giác Yodo đô nhìn thượng quan tuyền một lúc lâu sau đôi môi gợi cảm mới chậm rãi câu lên một đường cong nụ cười thật quyến rũ đầy sức quyến rũ thượng quan tuyền cô ta chậm rãi lên tiếng vừa cười vừa nói tôi không có gọi sai tên cô chứ không sai trí nhớ của cô rất tốt giọng của thượng quan tuyền vẫn điềm tĩnh Yodo đô nghe cô trả lời Nụ cười trên gương mặt càng sâu, nổi tiếng là một sát thủ, tôi muốn không nhớ đến cô cũng thật khó. Chỉ có điều. Nói đến đây, nụ cười trên môi cô ta đột nhiên biến mất, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lùng, nơi đây không có chuyện của cô, biến đi cho tôi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, thường quan tuyền lạnh lùng nói, tôi sẽ không để cô làm tổn thương liên kiều. Thấy đô trao mày, lãnh thiên dục cũng tiến đến, lặng lặng trắng trước mặt hai cô gái, nói bằng giọng lạnh lùng. Yodo tiểu thư, cô đã mất đi song thân, cô chắc cũng suy nghĩ rõ ràng rồi chứ? Chẳng lẽ cô thật sự muốn mất đi người em gái này luôn sao? Yodo ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, nhàn nhạt nói, Lãnh Tiên Sinh, trong số bốn người của tứ đại tài phiệt, người tôi không muốn đắc tội nhất chính là ngài, nhưng ngài tuyệt đối đừng khiêu chiến cực hạn của tôi. Muốn khiêu chiến thì thế nào, Lãnh Thiên dục nhếch môi, trong đáy mắt đều là sự lạnh lùng. Yodo không trả lời hắn. Bàn tay cô ta chật nắm lại thật chặt, vừa định nhấc tay lên. Hử! Một tiếng kêu đau đớn thoát ra từ miệng cô ta, Yodo xoay nhanh người lại, ánh mắt màu tím hung hăng trừng về phía mặt di nhiễm dung. Tất cả mọi người đều kinh ngạc bởi vì họ phát hiện, ngón tay vốn màu trắng nõn của Yodo đang nhỏ máu, từng giọt từng giọt rơi trên nền đá hoa cương sáng bóng, có vẻ như tay cô ta đang bị thương. Cái này! Mặt di nhiễm dung thì rất bình tĩnh nhìn mọi chuyện đang xảy ra cô bình tĩnh đối mặt với Yodo. Mặt di nhiễm dung. Yodo hung hăng nghiến răng nói từng chữ, cô thật sự muốn chống đối với tôi tới cùng phải không? Ánh mắt mặt di nhiễm dung không chút sợ hãi, bình thản như mặt nước hồ, cô bước nhẹ nhàng về phía trước nâng tay Yodo lên, nhìn kỹ ngón tay cô ta, môi khẽ câu lên, tôi thật sự không muốn đối địch với cô, nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cô dùng dáng đầu thuộc hại người. Lời của mặt di nhiễm dung vừa dứt, lãnh thiên dục, Thượng quan Tuyền và Liên Kiều cùng giật mình. Gì chứ? Vừa nãy sao? Vừa nãy cô ta định hạ dáng đầu sao? Cô cũng thật quá âm độc đi. Ông trời thật không có mắt, lại để cho cô sống đến bây giờ, thượng quan tuyền lửa giận bừng bừng quát một câu. Âm độc, vô đô liếc nhìn thượng quan tuyền sau đó ánh mắt nhìn về phía mặt di nhiễm dung, từ này dùng cho mặt di tiểu thư chắc là thích hợp hơn. Cô cho rằng ở sau lưng người khác hạ gián đầu không phải là chuyện vinh quang gì vậy thì vừa nãy cô ta làm cái gì? Cô sai rồi, mặc di nhiễm dung không nhanh không chậm lên tiếng, tôi hạ gián đầu hoàn toàn là vì muốn ngăn chặn hành vi hại người của cô. Còn về ngón tay bị thương của cô, nếu như vừa nãy cô không phải là muốn dùng gián đầu để đối phó họ thì cũng sẽ không bị thương. Tôi chỉ là dùng cách của người để trị người mà thôi. Mặc di nhiễm dung, cô cho rằng mình có thể thắng được tôi sao? Yodo cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ cô đã quên chúng ta từng đấu với nhau, cô chỉ là một bại tướng dưới tay tôi mà thôi. Mặt di nhiễm dung nghe cô ta nói vậy, trên mặt có vẻ tiếc nuối lắc đầu nói, tôi thật sự thấy tiếc thay cho cô. Cô nói vậy là có ý gì, Yodo lạnh nhạt nhìn cô. Mặt di nhiễm dung cũng nhìn lại cô, đôi mắt màu tím khẽ híp lại, đúng vậy, năng lực của cô đúng là cao hơn tôi, cô vốn nên trở thành dáng đầu sư được mọi người tôn trọng nhưng xem cô bây giờ đã trở thành người như thế nào trời sinh cô có năng lực dị thường hơn người không phải để cô dùng nó mà đi trả thù yodo nghe vậy trong đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp thật khó nắm bắt cô ghé sát người vào mặt di nhiễm dung nói bên tai cô cô thì biết cái gì chứ đem những lý luận trẻ con đó nói cho chính mình nghe đi đừng có mang cái vẻ chú cứu thế đó ra cho tôi xem bởi vì cô vốn chẳng hiểu gì hết Tôi đúng là không hiểu Tôi không hiểu một người vì sao lại có thể máu lạnh đến mức ngay cả em gái ruột của mình cũng nở xuống tay, mặc di nhiễm dung không hề sợ hãi đáp lời. Yodo cười lạnh một tiếng, cô ta chậm chậm đưa tay lên, ngón tay đang chảy máu chỉ về phía liên kiều đang đứng sau lưng lãnh thiên dục và thượng quan tuyền. Đứa em gái ngốc như cô ta, có hay không cũng vậy thôi. Cả người liên kiều run rẩy mãnh liệt, cô đi đến trước mặt Yodo, đôi mắt màu tím trừng lớn. Chị thật sự, thật sự là chị của em sao? Lời của họ nói là thật sao? Vì sao chị lại làm vậy? Đúng, tôi chính là chị của cô, Yodo không chút giấu giếm thừa nhận ngay, chỉ có điều tôi thật hối hận mình có đứa em như vậy. Vì sao? Vì sao chứ? Giọng Liên Kiều yếu ớt như chẳng còn chút sức lực nào, cánh môi run run giọng nói thốt từng tiếng. Yodo cười nhạt, bởi vì cô ngốc. Ngốc đến nỗi cái gì cũng không biết ngốc đến nỗi nhờ sự giáo huấn của tôi mới biết bản thân hạnh phúc đến cỡ nào cả người liên kiều lung lay như sắp đổ cũng may là có mặt di nhiễm dung đỡ lấy cô thật quá đáng giọng của mặt di nhiễm dung lanh lảnh vang lên cô đừng nói cho tôi biết là cô khống chế cả nhà hoàng phủ là vì muốn giáo huấn liên kiều đấy cái phương thức giáo dục ấu trĩ này cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói đến cho dù là thế thì sao chứ ít ra bây giờ tôi đã có những gì tôi muốn Yodo đô khịt mũi cười, còn cô, căn bản là không đụng nổi một sợi tóc của tôi. Chị, chị à, sao chị lại làm như thế? Xin chị buông tha cho ngạn tước, buông tha cho cả nhà hoàng phủ được không? Nếu như, nếu như chị hận em ghét em vậy, chị cứ tìm em thôi. Liên Kiều lo lắng lên tiếng, nhưng trên mặt chỉ toàn là ưu thương. Cô tưởng rằng ngay từ đầu tôi không định làm thế sao? Vô đô đột nhiên cao giọng quát, nếu như không phải chị cô chọc gậy bánh xe. Nếu như không phải ngạn tước của cô cho người phong tỏa tất cả các phương tiện giao thông vì cô thì cô cho rằng mình có thể thoát được sao? Đúng là về sau cô thoát được không sai, nhưng tôi đã phát hiện ra một cách chơi thú vị hơn, khiến cô càng đau khổ hơn, con người mà ngạn tước của cô yêu say đắm bây giờ lại chính là tôi, không phải cô. Không, Liên Kiều bất lực đưa tay bịt tai lại, đôi mắt như phủ một màn sương mù. Thế nào? Cô không dám nghe tiếp sao, Vô Đô chợt bước nhanh đến gỡ tay Liên Kiều xuống bắt buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình. Xem kìa, cô chẳng khác nào một phế vật, sao xứng làm em gái của tôi chứ? Cô với tôi đều có trực giác cực mạnh bẩm sinh vậy mà cô chỉ biết dùng nó để làm những chuyện nực cười. Tôi thật sự không hiểu, hoa đô lão nhân vì sao lại thiên vị như vậy, lại để cô hưởng cuộc sống hạnh phúc vui vẻ như vậy còn tôi phải chịu hết những nỗi khổ sở chứ. Lúc này Liên Kiều mới thấy được lửa giận và sự phẫn nộ trong mắt đô cô ngây ngốc một lúc hoàn toàn chẳng có bất cứ cử động gì cứ để mặc yodo nắm lấy mình mà phát tiết cơn giận đây đây là chị của mình sao chị của mình lại hận mình đến thế những chuyện xảy ra tối nay thực sự quá nhiều cô hoàn toàn không thể tiêu hóa nổi ngay sau đó cánh tay của yodo đã bị lãnh thiên dục nắm lấy bàn tay hắn cứng như gọng kìm khiến cô ta không nhìn được chao mày buông tôi ra cô ta nghiến răng nghiến lợi nói đấy mắt lãnh thiên dục âm trầm Hắn không nói gì chỉ giãy mạnh tay cô ta ra khiến vô nhất thời mất trọng tâm, ngã nhào trên đất. Tôi cảnh cáo cô, đừng nên khiêu chiến giới hạn của tôi, bằng không. Hắn không nói tiếp nữa nhưng ánh mắt lạnh lùng khiến người ta không rét mà run. Vô nhất thời cũng bị ánh mắt lạnh như băng của hắn dọa sợ, cô ta hơi sửng sốt một chút rồi đứng dậy, cười lạnh, bằng không thì sao. Tôi không tin anh có thể làm gì có thể uy hiếp một dáng đầu sư. Thật sao? lãnh thiên dục không giận mà cười hắn nhìn cô chăm chú dáng đầu sư cũng là người thử nghĩ xem dưới một tình huống mà cô không rõ bị từng viên từng viên đạn không cẩn thận bắn xuyên qua đầu thì thế nào tôi thật sự nôn nóng muốn nhìn thử một màn này anh Đô rõ ràng là cũng không ngờ hắn sẽ nói như vậy nhất thời cũng không biết trả lời thế nào chỉ hung hăng trừng hắn bằng ánh mắt phẫn nộ Đô tiểu thư Lãnh Thiên Dục tôi trước giờ giết người cũng không ít chỉ chưa từng giết phụ nữ cho nên cô tuyệt đối đừng để tôi phải phá lệ Lãnh Thiên Dục nói chuyện giết người bằng một giọng cực kỳ lạnh nhạt Vô đồ thấy mình yếu thế Trong đôi mắt màu tím xẹt qua một tia hận ý Sau đó nhìn Lãnh Thiên Dục nói một cách chăm chọc Đúng là gián đầu sư cũng là người Anh hoàn toàn có thể giết được tôi nhưng mà Tôi đoán là vĩnh viễn anh cũng không dám ra tay Cô tưởng tôi không dám sao Lãnh Thiên Dục hỏi lại đôi mắt như chim ưng toát ra một tia đe dọa. Anh không dám, Yodo nói một cách quả quyết, tôi tin rằng anh nói được sẽ làm được, đường đường là thủ phán cách hạ đương nhiên lòng dạ cũng đủ độc ác nhưng có điều, anh đừng quên tôi là gián đầu sư, đương nhiên sẽ có cách bảo hộ chính mình, không tin anh có thể hỏi một chút vị gián đầu sư kia. Cô xoay đầu nhìn về phía mặt Di Nhiễm Dung, lạnh lùng nói. Ánh mắt mọi người cùng nhìn về phía mặt Di Nhiễm Dung, thấy ánh mắt ảm đạm của cô ai nấy đều kinh hãi. Yodo đô thấy vậy đắc ý cười, thế nào? Mặc di tiểu thư không muốn nói hay là không biết? Hay là để tôi trực tiếp nói cho họ biết vậy? Ánh mắt Yodo đô quét sang từng người một, không nhanh không chậm nói, đúng, mọi người có thể giết tôi ngay bây giờ, ngay tại đây nhưng dáng đầu thuật mà tôi hạ sẽ còn phát huy tác dụng. Tôi chết rồi cả nhà hoàng phủ cũng sẽ cho rằng người chết là liên kiều còn hoàng phủ ngạn tước, tin rằng cả đời này hắn cũng sẽ sống trong đau khổ bởi vì người vợ mà hắn yêu nhất đã chết rồi. Ha ha! Chị! Trong tiếng cười chói tai của Yodo, Liên Kiều kéo tay mặt di nhiễm dung cẩn trọng hỏi lại, chị ấy nói có thật không? Đúng là như vậy sao? Mặt di nhiễm dung không trả lời Liên Kiều, ngược lại rất điềm tĩnh nhìn Yodo, lên tiếng chặn ngang tràn cười của cô ta. Cô cho rằng dáng đầu thuật mà cô hạ không có người nào có thể phá giải được sao? Dô Đô ngưng tiếng cười nhìn mặt Di Nhiễm Dung một lúc rồi mới kiêu ngạo nói, mặt Di Nhiễm Dung, cô và tôi đều là gián đầu sư, hơn nữa còn là gián đầu sư bậc cao. Tôi nghĩ cô đã biết rất rõ ràng những gián đầu sư như tôi và cô một khi hạ gián, trừ phi chính mình chủ động giải gián, bằng không loại gián đầu này sẽ tiếp tục cho đến thời hạn đã định mới có thể ngừng lại. Đúng vậy dáng đầu mà cô hạ tôi vốn không giải nổi nhưng mà dáng đầu mà tôi hạ tin rằng cô cũng không thể phá giải ngoài suy nghĩ của yodo mặt di nhiễm dung tức tiếng cười thanh thoát mang theo một sự tự tin hiếm có mày yodo bắt đầu trao lại còn liên kiều thì nhìn mặt di nhiễm dung bằng ánh mắt kinh ngạc trong ánh mắt đầy nghi vấn chị đã hạ dáng đầu rồi sao hạ loại dáng đầu gì hạ dáng cho ai lãnh thiên dục Thượng Quan Tuyền và Hoàng Phủ Anh gần như cũng có cùng nghi vấn như cô. Liên Kiều vừa định lên tiếng hỏi thì Dô Đô vì thẹn quá hóa giận đi đến trước mặt Mặt Di Nhiễm Dung nghiến răng nghiến lợi nói, thì ra là cô làm. Mặt Di Nhiễm Dung, tôi sẽ khiến cô nếm mùi lợi hại. Mặt Di Nhiễm Dung nhìn thẳng vào đôi mắt phẫn nộ của cô, điềm đạm cười, đúng vậy, là tôi làm đó vậy thì thế nào? Cô đang sợ hãi. Chắc cô không thể ngờ mình thiết kế ra mọi thứ cẩn mật như vậy lại có sơ hở để tôi nắm được đúng không? Cô tưởng làm vậy có ích sao? Chắc cô không ngây thơ đến nỗi cho rằng chỉ đơn giản dựa vào điểm này mà có thể cứu vãn tình thế, cứu được cả hoàng phủ. Tôi nói cô biết, vô dụng thôi, ánh mắt của Yodo mang đầy vẻ chăm chọc và khiêu khích. Môi mặt di nhiễm dung khẽ câu lên một đường công, có ích hay không trong lòng cô và tôi đều rõ. Tôi đã nói tôi nhất định sẽ dùng bất cứ giá nào ngăn chặn hành vi của cô. Cho dù là đến cuối cùng chỉ là công giả tràng, Yodo hướng ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn về phía cô. Đúng vậy. Cho dù cuối cùng tất cả đều là công giả tràng, mặt di nhiễm dung ung dung trả lời. Cô sẽ không thắng được tôi đâu, Yodo lạnh lùng nói. Cũng không nhất định là tôi thua, Mặc di nhiễm dung vẫn bình tĩnh trả lời. Yodo không nói gì nữa, chỉ có ánh mắt phức tạp chăm chăm nhìn hai người chị à rốt cuộc là chuyện gì xảy ra liên kiều không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì hình như chị đã hạ gián đầu nhưng điều khiến cô cảm thấy mơ hồ là chị đã hạ gián đầu cho ai liên kiều chỉ cần em nhớ rõ mọi chuyện chị làm đều là vì em là được rồi những chuyện khác em không cần hỏi như hiểu được những nghi vấn trong lòng cô mặc di nhiễm dung lên tiếng chị lòng liên kiều cảm giác có một nỗi bất an nhưng cô không rõ nó từ đâu đến mặc di nhiễm dung cô đã dám làm mà không dám thừa nhận yodo rít lên là do cô sợ mình thất bại cho nên không dám nói cho em gái tốt của cô biết rằng mình đã làm gì sao chị liên kiều ngập ngừng lên tiếng em gái tốt của chị chị mặc di của em sẽ không nói cho em biết đâu để chị nói cho em biết vậy yodo nhìn liên kiều trong đáy mắt chỉ là sự lạnh lùng nói một cách châm chọc liên kiều nhìn yodo bằng ánh mắt cảnh giác chị của cô đúng là đã hạ dáng đầu là hạ dáng đầu với hoàng phủ ngạn tước. vô đô không chút giấu giếm nói thẳng. gì chứ. cả nhóm người của lãnh thiên dục cùng lúc hướng ánh mắt về phía mặt di nhiễm dung, trong lòng đều nảy lên một nghi vấn. sao cô lại hạ dáng đầu với ngạn tước chứ. thế nào. cả nhà đều bị tin này làm cho ngốc hết rồi sao. vô đô lạnh giọng cười. mặt di tiểu thư của các người thật quan tâm đến các người nhất là cô liên kiều. cô ta vì cô mà hạ một loại dáng đầu với hoàng phủ ngạn tước là loại gián đầu có thể ảnh hưởng đến ý thức của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Chị, chuyện này, rốt cuộc là thế nào? Liên Kiều rất tin tưởng chị mình sẽ không làm hại Ngạn Tước nhưng những thông tin mơ hồ này cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Mặc di nhiễm dung cũng không định giấu giếm nữa, cô nhìn mọi người, tôi đúng là đã hại gián đầu đối với Hoàng Phủ Tiên Sinh, trong suy nghĩ của anh A sẽ luôn xuất hiện hình bóng của Liên Kiều. Chị, lúc này Liên Kiều đã hoàn toàn hiểu rõ dụng ý của chị mình trong mắt cô không giấu được sự vui mừng và cảm động thì ra chị mình đã âm thầm giúp mình làm nhiều việc như vậy bằng không hôm nay sao ngạn tước lại trong lúc không biết mình là ai nhưng vẫn đối xử với mình nhiệt tình và ôn nhu như vậy yodo thấy liên kiều kích động như vậy cô khịt mũi vẻ xem thường tôi khuyên cô đừng nên vui mừng quá sớm cô cho rằng chuyện này sẽ đơn giản như vậy sao nếu như thật sự đơn giản như vậy thì chị cô đã không cần phải giấu giếm cô cho đến bây giờ ý cô là sao Liên Kiều ứng thẳng người đối mặt với Yodo, trong mắt cũng bừng lên lửa giận. Tuy cô ta thừa nhận mình là chị ruột của cô nhưng làm ra những chuyện như vậy, chị của cô cũng thật quá đáng đi. Ý của tôi rất đơn giản, chính là bởi vì chị của cô hoàn toàn không nắm chắc cách làm của cô ta sẽ có hiệu quả nên không dám cho cô biết sự thật thôi. Yodo lạnh lùng nói tiếp, Cách làm của chị cô đúng là có thể ảnh hưởng đến một số hành vi của Hoàng Phủ Ngạn Tước nhưng nếu như trước khi đến thời hạn mà tôi đặt ra mà tiến hành phá giải thì ngược lại chẳng giúp được gì mà lại phản tác dụng, ngược lại là giúp tôi, tức là làm cho Hoàng Phủ Ngạn Tước càng thêm toàn tâm toàn ý yêu tôi, nói cách khác tức là trong ý thức của Hoàng Phủ Ngạn Tước, tôi và Liên Kiều lúc đó sẽ hoàn toàn là một. Sao lại như thế được, Liên Kiều không tin mà cũng không dám tin những gì cô ta nói là thật. Nha đầu, Chẳng lẽ cô không hiểu đạo lý và nếu đứt dây, sao? Chức năng của gián đầu thuật vốn không phải là giúp người ta giải quyết vấn đề. Ở một mức độ nào đó, nó sẽ trở thành công cụ để người ta lợi dụng. Yodo tạt nước lạnh vào liên kiều. Liên kiều sửng sốt đến ngay người. Cô không hiểu rõ gián đầu thuật lắng nhưng ít nhiều cũng nghe mặt di nhiễm dung đề cập đến nên cô biết. Những lời của Yodo nói là sự thật. Lúc này, người nãy giờ vẫn giữ im lặng là mặt di nhiễm dung mới chậm rãi lên tiếng kế hoạch của cô rất hoàn mỹ nhưng cô sẽ không thành công đâu cô nói sao vô đô châu mày nhìn mặt di nhiễm dung thấy cô tràn đầy tự tin không có vẻ như đang giả bộ một lúc lâu cô ta mới lên tiếng tôi không tin cô có cách phá giải được dáng đầu thuật mà tôi đã hạ tôi có cách mặt di nhiễm dung nói không nhanh không chậm ánh mắt tràn đầy sự kiên định hô hấp của liên kiều chợt trở nên gấp gáp với sự hiểu biết của cô về chị mình cô biết nếu như chị không nắm chắc thì tuyệt đối sẽ không nói ra những lời vừa rồi vô đô nhìn mặt di nhiễm dung ánh mắt tràn đầy nghi hoặc một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói tôi không tin cô có năng lực làm như vậy mặt di nhiễm dung nhìn cô ta đầy thâm ý đôi mắt màu tím trong veo sáng lóng lánh đúng là tôi không có năng lực đó nhưng liên kiều có cho nên người thực sự có thể phá giải dáng đầu thuật của cô không phải tôi mà là liên kiều Vừa nói mặt Di Nhiễm Dung vừa vươn tay nắm chặt lấy tay Liên Kiều, vẻ mặt kiên định. Liên Kiều ngay người nhìn cô. Hoàng Phủ Anh thì hoang mang ngơ ngác. Thượng Quan Tuyền cũng đưa tay bụng miệng như muốn ngăn lại một tiếng kêu kinh ngạc. Còn lãnh thiên dục thì trao mày nhìn một mạng trước mắt này. Cô ta. Dô đô như vừa được nghe một chuyện tiếu lâm, cô ta nhìn liên kiều rồi lại nhìn sang mặt di nhiễm dung, cô không có nói lầm hay là tôi nghe lầm chứ. Nhà đầu này lại có thể phá giải gián đầu thuật của tôi thật nực cười ngay cả cô còn không làm gì được huống gì là cô ta mặc di nhiễm dung không chút lo âu ngược lại còn ung dung cười trả lời đúng là liên kiều không biết gián đầu thuật nhưng em ấy có năng lực làm cho hoàng phủ tiên sinh yêu mình lần nữa lần này đổi lại người ngay ngốc là vô đô tôi không nói sai chứ cho nên tôi nói muốn phá giải gián đầu thuật của cô còn một phương pháp nữa đó chính là làm cho hoàng phủ tiên sinh yêu thương liên kiều thật sự lần nữa chỉ cần ngài ấy yêu hay chỉ cần hai người phát sinh quan hệ thì tất cả những cố gắng của cô đều sẽ tan thành mây khói mặc di nhiễm dung điềm đạm nói cô yodo nắm chặt tay như cố nén cơn giận ánh mắt nguy hiểm nhìn mặt di nhiễm dung cô quyết định sẽ làm như vậy sao đúng vậy liên kiều là em gái tôi cũng là em gái cô nếu như cô còn một chút lương tri thì nên buông tay đi mặc di nhiễm dung nhìn cô nói Cô cho rằng Hoàng Phủ Ngạn Tước sẽ yêu Liên Kiều sao? Dô Đô cười nhạt, đừng quên trong tiềm thức của Hoàng Phủ Ngạn Tước tôi mới là người vợ mà hắn yêu nhất. Hắn sao lại có thể thay lòng đổi dạ yêu thương một người phụ nữ khác được? Muốn hắn phản bội lại tình cảm của mình, phản bội lại Liên Kiều, chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Cô thật sự có lòng tin như vậy sao? Mặc di nhiễm dung bám riết không tha, Hoàng Phủ Tiên Sinh đúng là rất yêu thương người vợ của mình, Liên Kiều chỉ tiết là cô không phải là liên kiều trong tiềm thức của mình ngài ấy yêu chỉ có một người đó là liên kiều khi liên kiều thật sự đứng trước mặt ngài ấy cô cho rằng cơ hội thành công là bao nhiêu vô đô chợt bật lên một tiếng cười lạnh mặt di nhiễm dung đừng cho rằng cô hạ dáng đầu cho hoàng phủ ngạn tước thì liên kiều sẽ có cơ hội vãn hồi lại tất cả cho dù cô ta là liên kiều thật sự thì sao chứ trong ý thức của hoàng phủ ngạn tước Cô ta chẳng qua cũng chỉ là một người khách mới gặp được một ngày còn tôi mới chính là Liên Kiều trong nhận thức của hắn. Ý thức của con người vốn không thể khống chế được, cho dù là khống chế được thì cũng chỉ là nhất thời, không thể khống chế cả đời, trái với vẻ giận dữ của Yodo, mặc di nhiễm dung vẫn duy trì sự bình thản. Cô nói một cách chậm rãi, hôm nay cô cũng đã chứng kiến Hoàng Phủ Tiên Sinh đối với Liên Kiều không thể kiềm chế tình cảm, cô xem dáng đầu thuật của mình có thể duy trì được bao lâu nữa tôi nghĩ không lâu nữa đâu cô sẽ ăn được quả đắng của chính mình thôi cô cho rằng tôi cứ để yên cho cô muốn làm gì thì làm sao yodo vẫn nói bằng giọng khiêu khích tôi khuyên cô tốt nhất là nên làm như thế mặc di nhiễm dung nhẹ giọng nói vừa nói vừa chỉ tay về phía lãnh thiên dục không chỉ là tôi cả lãnh tiên sinh và thượng quan tiểu thư cũng sẽ làm hết sức vì sự an toàn của liên kiều cô cho rằng cô có thể làm được gì chứ đôi mắt thâm trầm của lãnh thiên dục vẫn nhìn yodo Hắn không nói gì nhưng qua biểu tình của hắn có thể thấy rõ quyết định của hắn. Yodo biết mình có nói nữa cũng là vô ích, cô ta lạnh lùng, hừm, một tiếng, được, đã vậy tôi rất muốn xem thử Liên Kiều có thật là có bản lĩnh đó hay không. Nhưng tôi tốt bụng nhắc nhở mọi người một câu, nếu như trong thời gian giới hạn mà Liên Kiều còn chưa làm được thì thực xin lỗi, vị trí nữ chủ nhân của nhà hoàng phủ sẽ thuộc về tôi mãi mãi. Đến lúc đó các người ai cũng phải trả giá lớn cho những hành động của mình hôm nay. Tôi mỏi mắt trông chờ, mặt Di Nhiễm Dung cũng không khách sáo đáp lời. Yodo nắm chặt bàn tay, đôi mắt màu tím bừng lên lửa giận đùng đùng đi đến trước mặt Liên Kiều vẫn còn đang đứng ngơ ngẩn, giọng lạnh nhạt nói, cô thật sự cho rằng mình có thể làm được sao? Liên Kiều nhìn Yodo không trả lời nhưng ánh mắt chợt lóe lên một tia kiên cường. Thật là một nha đầu ngây thơ, Yodo nói bằng giọng châm biếm, trên môi câu lên một nụ cười ái muội, tôi khuyên cô đừng nên thử làm những việc không có kết quả nữa. Nói cho cô biết vừa nãy ngạn tước và tôi đã xảy ra quan hệ, có nhìn thấy dấu hôn này không? Đây chính là bằng chứng tốt nhất. Nói xong cô ta cũng chẳng ngại ngùng kéo xuống cổ chiếc áo ngủ để lộ ra một dấu hôn rõ ràng trên xương quai xanh. Ánh mắt liên kiều đột nhiên mở lớn, hàm răng trắng bóng hung hăng cắn chặt lấy môi như muốn giữ bình tĩnh. Cô nhìn gương mặt đắc ý của Yodo đang cười một cách ám muội, rung giọng nói, tôi tuyệt đối sẽ không để chị cướp đi ngạn tước thấy cô còn vững vàng như vậy tôi rất mừng vô đô vương tay đẩy cầm liên kiều lên nói bằng giọng khiêu khích vậy cuộc chiến giữa chúng ta chính thức bắt đầu nói xong nét mặt đang tươi cười chợt trở nên thâm trầm mặt di nhiễm dung cô đừng nên đắc ý vội bước tiếp theo tôi nhắm tới chính là cô vị trí của cô tôi muốn tất cả mọi người trong vương thất mã lai đều biết tôi mới chính là người có tư cách nắm quyền dáng đầu sư hàng đầu trong vương thất Yodo hung hăng trừng mặt di nhiễm dung một cái rồi mới xoay người bước ra khỏi phòng Đợi đã, Liên Kiều chợt lên tiếng Nghe tiếng cô gọi, Yodo dừng bước chân Chị là chị của tôi, có thật là chị muốn làm thế không? Liên Kiều ảm đạm hỏi Yodo nghe cô hỏi, sắc mặt như có chút gần sống nhưng vẫn không quay đầu lại Lạnh nhạt nói, tôi nói rồi, cô không có tư cách làm em gái tôi Nói xong liền dứt khoát bước đi Theo tiếng sập cửa thật lớn thân hình Liên Kiều cũng như con diều đứt dây ngã nhào trên sofa. Liên Kiều Mặt di nhiễm dung, Thượng quan Tuyền cùng Hoàng Phủ Anh đều kinh hãi chạy đến bên cô. Liên Kiều chị sao vậy, Hoàng Phủ Anh lo lắng hỏi. Cô biết từ khi Liên Kiều biết nhà Hoàng Phủ xảy ra chuyện đến giờ nào có tâm tình nghỉ ngơi thậm chí một bữa ăn đàng hoàng cũng không có, cô thật lo nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể của Liên Kiều sẽ không đợi đến cái kỳ hạn của Yodo mà đã chịu không nổi. Liên Kiều nhẹ lắc đầu, chị không sao, cảm ơn em. Cảm ơn mọi người. Lúc này cô cũng thật lòng cảm ơn Thượng quan Tuyền và Lãnh Thiên Dục hai người không ngại từ nước Ý xa xôi chạy đến nước Mỹ này cùng mình, hơn nữa âm thầm bảo hộ, giúp đỡ cô, cho cô có thêm dũng khí để bước tiếp trên con đường gian nan này. Liên Kiều, sao chị lại khách sáo thế? Em không muốn nhìn thấy chị khổ sở như vậy đâu. Em muốn nhìn thấy một Liên Kiều vui vẻ hoạt bát như ngày nào kìa em nói có đúng không? Trong lòng Thượng quan Tuyền cũng vì Liên Kiều mà cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nếu như đổi lại là cô, cô cũng không biết liệu mình có dũng khí để đối diện với tất cả như Liên Kiều không nữa. Lãnh Thiên Dục cũng bước đến, giọng nói tuy vẫn điềm tĩnh nhưng không hề lạnh lùng. Liên Kiều vừa nãy em cũng nghe mặt Di Tiểu Thư nói rồi đó, mọi việc vẫn còn hy vọng, chỉ là xem em có dũng khí đi đối mặt hay không mà thôi. Liên Kiều nhìn mặt Di Nhiễm Dung. Chị, thật sự có thể sao? Giọng nói của cô tuy yếu ớt nhưng ánh mắt không giấu nổi một tia hy vọng. Mặt di nhiễm dung đi đến trước mặt cô, chậm rãi ngồi xuống nhìn cô với ánh mắt ngưng trọng, liên kiều, câu hỏi này em phải hỏi bản thân em mới phải. Hỏi bản thân em, liên kiều ngơ ngác lặp lại. Đúng vậy. Mặt di nhiễm dung nhẹ gật đầu, hỏi lòng em xem có có tin mình và Hoàng Phủ Tiên sinh thật lòng yêu nhau hay không. Tin, em tin, Liên Kiều gật đầu một cách dứt khoát. Vậy được, từ ngày mai em phải dùng chính tình yêu của mình đi đoạt lại tất cả những gì thuộc về em. Giọng của mặt di nhiễm dung không lớn nhưng mang một sức cổ vũ mạnh mẽ. Liên Kiều, trong lòng chị em vĩnh viễn là cô gái có thể sáng tạo nên kỳ tích. Lần này xin hãy dùng lòng tin và sự kiên trì của em để giúp chị. Chị, Liên Kiều cố nén nước mắt, gật mạnh đầu. Mặt di nhiễm dung như nhận được sự an ủi từ cô, môi nhẹ nở nụ cười ôn nhu em gái tuy chị đã hạ dáng đối với hoàng phủ tiên sinh nhưng cũng không thể hoàn toàn khống chế được tiềm thức của ngài ấy tối nay những gì mà ngài ấy làm với em không phải là do dáng đầu thuật khống chế mà do xuất phát từ nội tâm của hoàng phủ tiên sinh chị tin đây là cơ hội mà số phận an bại cho chúng ta vì vậy em phải kiên cường dùng tình yêu của mình để vãn hồi cục diện khiến cho hoàng phủ tiên sinh yêu em lần nữa đáy mắt liên kiều dâng lên một tia hy vọng ý chí chiến đấu bừng bừng chị em nhất định sẽ không để chị ta đắc ý đâu Mặt di nhiễm dung gật đầu sau đó nhìn sang lãnh thiên dục lãnh tiên sinh nhờ ngài bảo vệ cho sự an toàn của liên kiều lãnh thiên dục nghiêm túc nói đây là chuyện tôi nên làm mặc di tiểu thư xin đừng ngại mặc di đứng dậy đi đến trước mặt lãnh thiên dục lãnh tiên sinh qua cuộc nói chuyện vừa rồi tôi biết vô đồ đối với ngài vẫn còn e sợ mấy ngày này cô ta nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách để ngăn cản Liên Kiều. Tuy rằng có tôi ở đây cô ta không dám sử dụng dáng đầu thuật để đối phó với Liên Kiều nhưng tôi sợ cô ta sẽ dùng những cách khác để làm tổn thương Liên Kiều. Vì vậy, sự an toàn của Liên Kiều xin nhờ anh. Xin cứ yên tâm. Lãnh thiên dục nói một cách quả quyết dù lòng vẫn còn nghi hoặc, chỉ có điều tôi không hiểu vì sao cô ta lại sợ tôi. Mặt di nhiễm dung nhìn hắn, cười nhẹ, lãnh tiên sinh, xin tha lỗi cho tôi hỏi thẳng ngài có từng thử tính xem trong đời mình đã sát hại bao nhiêu mạng người không lãnh thiên dục nghe cô hỏi sửng sốt một lúc rồi mới đáp chưa từng tính những chuyện này có gì hay ho mà tính chứ câu trả lời của hắn khiến liên kiều kinh hãi cô vội đưa tay bụng miệng che đi một tiếng kêu đôi mắt màu tím mở to nhìn hắn sau đó nhìn sang thượng quan tuyền cô tưởng rằng phản ứng của thượng quan tuyền cũng giống như mình nào ngờ những gì cô thấy chỉ là một sự bình tĩnh không chút gợn sóng. Giết người nha! Sao lại không có chút phản ứng nào vậy chứ? Hơn nữa còn nói chuyện với vẻ bình thản như thế chứ? Mặc di nhiễm dung dường như cũng đã biết trước hắn sẽ trả lời như vậy, cô mỉm cười, lãnh tiên sinh trên tay nợ máu quá nhiều, chỉ riêng số người năm đó ngài vì giành lại quyền cầm đầu tổ chức hắc thủ mà giết thì cũng đã không thể đến xuể. Sau khi ngồi lên chiếc ghế thủ phán cách hạ, lại vì tổ chức lại cơ cấu mà giết thêm không ít, có thể nói, hai tay ngài nhuộm đầy máu tươi. Vậy thì sao chứ, lãnh thiên dục trầm giọng nói, chẳng lẽ dáng đầu sư các vị lại sợ điểm này? Đương nhiên sợ. Đứng lâu cảm thấy mệt, mặt di nhiễm dung ngồi xuống sofa, giải thích tiếp, Mã Lai từ xưa đến nay Phật giáo rất thịnh, dáng đầu thuật và Phật giáo là có cùng nguồn gốc không thể thoát ly. Lãnh tiên sinh trên người nhiều nợ máu, hơn nữa ngài lại là người nắm quyền lực trong tay, những người như ngài, dáng đầu sư thường là kính trọng nhưng luôn giữ khoảng cách. Trong tâm lý có sự e dè nên đương nhiên cũng ít khi dùng dáng đầu thuật với những người như ngài bởi vì một khi hạ dáng, những món nợ máu mà người đó thiếu có thể sẽ dịch chuyển trở lại trên thân của dáng đầu sư. Đây cũng là nguyên nhân Yodo e dè ngài. Trong con mắt của những người theo Phật, tôi đúng là người phạm tội đại ác, lãnh thiên dục không hề có ý phủ nhận, cũng không có chút ấy nấy nào, người ta sống trên đời vốn như thế bất luận là thời xưa hay thời nay sự thành công nào cũng có cái giá của nó trong xã hội hiện đại cũng không khác bao nhiêu ai dám nói đây không phải là xã hội người ăn người chứ nói tóm lại là mạnh được yếu thua nhất là trong hắc thủ đảng tổ chức này luôn chủ trương chỉ có dùng chính sách cứng rắn thì mới có thể đạt được những thứ mình muốn mặc di nhiễm dung đối với luận điểm này đương nhiên là có sự đồng cảm cô mỉm cười lãnh tiên sinh làm vậy cũng là vì thân bất do kỹ nhưng cũng chính vì như vậy cho nên yodo mới không dám có hành động lỗ mãn gì với ngài ý của cô tức là trong tứ đại tài phiệt người duy nhất mà yodo không dám ra tay hạ gián đầu là tôi sao lãnh thiên dục nghi hoặc hỏi mặc di nhiễm dung gật đầu yodo có thể đối phó với ba người trong số bốn người của tứ đại tài phiệt nhưng chỉ duy có ngài là cô ta còn e dè những vị kia tuy rằng cũng có nợ máu trên người nhưng nếu so với lãnh tiên sinh thì cũng chẳng kể là gì vì vậy có thể nói trong số bốn người sát khí trên người lãnh tiên sinh là nặng nhất thượng quan tuyền nghe vậy cũng gật đầu đồng tình cô còn nhớ mình tám tuổi năm đó lần đầu tiên gặp lãnh thiên dục lúc đó có thể dùng sát người chồng chất máu chảy thành sông để hình dung tuy rằng hai tay cô cũng nhún đầy máu tươi nhưng cô tự nhận mình so với lãnh thiên dục còn kém nhiều lắm liên kiều lúc này chẳng còn biết nói gì cô từ trước đến giờ là người tâm tư đơn giản lòng dạ giả thiện lương ngày thường nhìn thấy chó mèo đi lang thang chỉ hận không thể cứu chúng về nuôi dưỡng chứ nói gì đến cảnh chém dết như vừa nhắc đến chứ chị à sao sát khí lại có thể xem như là bùa hộ thân được chứ cô thật sự không hiểu lắm mặc di nhiễm dung cười nhà đầu ngốc đây không phải là bùa hộ thân gì mà là đạo lý dùng mạnh đè mạnh trên đời này vạn vật vốn là một vòng tuần hoàng năng lượng đều là vĩnh hằng Vật có mạnh đến mấy cũng nhất định sẽ có vật mạnh hơn khắc chế được nó Chỉ có như vậy thì vạn vật mới giữ được sự cân bằng Thật là thâm ảo nha, liên kiều thi thao Mặt di nhiễm dung triều mến đưa tay véo mũi cô Nói, nghe không hiểu thì đừng cố Nhiệm vụ quan trọng nhất của em bây giờ chính là nghỉ ngơi cho thật tốt Ngủ một giấc thật ngon Phải dùng tư thái tốt nhất để đón một ngày mới Dạ Liên kiều gật đầu hai tay nắm chặt như tự cổ vũ cho mình, em phải thắng trận chiến tình ái này. Thấy vậy, sự lo lắng trong lòng mọi người cũng nhẹ nhõm trở lại, gương mặt ai nấy đều lộ ý cười. Buổi sáng sớm, vẫn tiếng chim hót triếu rít đánh thức Liên Kiều, hương hoa thanh mát lãng đảng bay vào phòng, đang ngủ mơ mơ màng màng Liên Kiều xoay người. Đông, ai y Theo tiếng vật thể rơi xuống sàn là một tiếng trên rầu rĩ của Liên Kiều. Lại rơi xuống đất nữa rồi, cũng may là còn có tấm thảm trải sàn bằng không với nền đá hoa cương này, cả người không bầm tím mới lạ. Một cảnh xấu hổ này vừa hay đập vào mắt thượng quan tuyền đang đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Liên Kiều nằm dưới sàn, cô trận to mắt sau đó vội chạy đến dìu cô đứng lên. Liên Kiều, chị thật xấu hổ nha, ngủ thôi mà cũng lăn xuống đất được. Liên Kiều xoa xoa cổ tay bị đau, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, người ta quên nơi đây là phòng khách thôi mà. Cái giường này không có lớn như cái giường trước đây, ngủ không quen đương nhiên là sẽ lăn xuống rồi ai à? chị sao rồi tay thượng quan tuyền vừa vươn ra định giúp cô xoa xoa cổ tay bị đau thì lại nghe liên kiều thét lên một tiếng liền lo lắng hỏi liên kiều rầu rĩ duỗi duỗi cánh tay cổ tay bị trật rồi đau quá sao rồi để em xem xem thượng quan tuyền nghe cô nói vậy cũng gật đầu nhẹ kéo cánh tay cô gần mắt mình ngón tay nhẹ nhẹ chạm vào chỗ bị trật. cô xuất thân sát thủ đương nhiên đối với những loại thương tích trên người ít nhiều gì cũng biết cách xử lý đau liên kiều nhìn không được trên lên một tiếng lần này còn lớn tiếng hơn được rồi nhìn một chút là tốt rồi cũng may là không bị tổn thương đến xương cốt chỉ có gân bị chặt một chút thôi em thật cũng hết cách với chị người lớn như thế này lúc ngủ còn không nghiêm chỉnh thường quan tuyền lầu bầu như mẹ chồng đang dạy dỗ con dâu nói liên miên một tràng người ta đang nằm mơ mà chị mơ thấy ngàn tước đối xử thật tốt với chị. Đang lúc ảnh định hôn chị thì lại tỉnh lại, thật tức. Lại là một tiếng kêu đau đớn. Tay đã bị thương thì đàng hoàng một chút dùng em. Chị mà cứ như thế này thì làm sao mà đấu với người phụ nữ kia chứ, thượng quan tuyền liếc mắt nhìn cô. Liên kiều biểu môi, chỉ là cánh tay bị trặc thôi mà, có gì ghê gớm đâu. À, đúng rồi nha, sớm như vậy em tìm chị có chuyện gì nói nửa ngày trời cô mới nhớ ra vấn đề thượng quan tuyền lại liếc mắt nhìn cô em nghĩ con mèo lười như chị chắc vẫn chưa dậy mà bọn họ thì sớm đã ở nhà ăn chuẩn bị dùng bữa sáng rồi còn thiếu mỗi chị thôi đấy ngạn tước cũng ở đó sao liên kiều vội hỏi đương nhiên rồi liên kiều chị nghe kỹ lời em nói đây mấy ngày này chính là cơ hội tốt nhất chị phải nắm chặt thượng quan tuyền đã nghe ngóng được tin tức nên nói bằng giọng thần bí bởi vì dục mấy ngày này đều sẽ lưu lại hoàng phủ cho nên ngạn tước nhất định sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh dục mà em còn nghe dục nói nha Là thiếu đường bọn họ cũng từ Hy Lạp chạy đến đây, đến lúc đó trợ thủ của chị sẽ càng nhiều hơn nha Thật sao, Liên Kiều mừng rỡ reo lên, gần như quên mất cổ tay đang đau Nhưng chợt như nhớ ra điều gì Nhưng chỉ nói ngoài trừ lãnh thiên dục ra, ba người còn lại đều có thể bị hạ giáng đầu Bây giờ ngạn tước đã bị rồi, lỡ như quý dương và thiếu đường cũng bị hạ dáng đầu thì biết làm thế nào thượng quan tuyền thở dài một tiếng đây cũng là điều mọi người phân vân khi quyết định thông báo cho quý dương và thiếu đường liên quan đến chuyện này tốt nhất là nên thảo luận thêm thì tốt hơn ừm liên kiều nghe gật đầu sau đó gương mặt hơi lộ nét tươi cười bất luận thế nào chị cũng sẽ làm cho ngạn tước yêu chị lần nữa muốn cứu cả nhà hoàng phủ trận chiến đầu tiên chính là bữa sáng này đi thôi chúng ta đến đó đi. Liên Kiều, không phải chị định mặc áo ngủ đi chiến đấu đấy chứ. Xấu hổ lắm đấy, thượng quan tuyền bất lực chỉ tay lên người Liên Kiều, thở dài một tiếng. Ồ, ha ha, chị quên mất. Nhưng mà... Liên Kiều chợt sụ mặt xuống, nói một cách khổ sở, lúc còn ở bên cạnh ngàn tước, chị lúc nào cũng hồ đồ như vậy. Liên Kiều, thượng quan tuyền cũng không biết nên an ủi cô như thế nào, cảnh cũ còn đây nhưng người thì nói sau đây cũng là một loại dây vò. Chính đang lúc suy nghĩ làm thế nào để nói cho liên kiều vơi nỗi buồn thì đã thấy cô nở nụ cười yếu ớt. kể từ hôm nay chị phải thích ứng với hoàn cảnh mới thôi. chị đi rửa mặt thay quần áo. em đợi chị. nói xong liền chạy vọt đi. liên kiều, tay của chị có được không đấy? không cần gấp, thượng quan tuyền lo lắng nói với theo. yên tâm đi, tiếng liên kiều vọng ra từ trong nhà vệ sinh. Nghe giọng nói đầy lạc quan của cô, lòng thượng quan Tuyền chợt ẩn ẩn đau. Liên Kiều trước nay vẫn thế, ở trước mặt người khác lúc nào cũng hi hi ha ha nhưng trong nội tâm nhất định rất khổ sở. Như hôm nay vậy, tuy nói cô đã hoàn toàn được khơi dậy ý chí chiến đấu nhưng thấy chồng mình ngay trước mắt mà lại thuộc về một người phụ nữ khác, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu nha. Nghĩ tới đây mũi thượng quan Tuyền chợt chua xót, ý muốn bảo vệ cho Liên Kiều càng dâng lên mạnh mẽ trong đầu. Cô tự hứa với mình, bất luận thế nào cũng sẽ không để cho người phụ nữ kia tổn thương đến Liên Kiều. Ánh mắt thượng quan tuyền càng lúc càng kiên định. Không khí buổi sáng thật mát mẻ, mùi hương hoa thơm ngát thoảng bay, trên bàn ăn cũng bày biện thật nhiều hoa khiến cho tâm tình của mọi người càng thoải mái. Phòng ăn lớn, bàn ăn cũng thật lớn. Mọi người cùng chia nhau ngồi nơi bàn ăn, nằm riêng nữ riêng, đúng theo quy tắc dùng cơm thường thấy ở những gia đình quyền quý. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Khi Liên Kiều xuất hiện nơi cầu thang trước ánh mắt của mọi người, trên mặt cô ý cười tràn ngập, đôi mắt màu tím tuy vẫn còn có chút sưng đỏ nhưng trong trẻo như nước, xinh đẹp vô cùng. Cô vừa cất tiếng chào vừa bước xuống cầu thang đi về phía mọi người, nhưng không hẹn mà mắt cô và mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước lại chạm nhau. Ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút không được tự nhiên, thân hình hắn hơi không xuống, giống như đang chuẩn bị đứng dậy tiến đến bên cô nhưng khi nhìn đến thượng quan tuyền ở phía sau liên kiều hắn lại khôi phục tư thế ngồi như cũ vừa nhìn vào ánh mắt của hoàng phủ ngạn tước không hiểu sao hai chân liên kiều như nhũng ra cô bước hụt một bậc thang liên kiều chị không sao chứ thượng quan tuyền đúng là bị hành động của cô dọa sợ cũng may là cô ở phía sau níu lại bằng không từ bậc thang này lăn xuống tin rằng không chỉ có cổ tay bị chặt không đâu liên kiều thấp giọng nói không sao chị làm ơn thận trọng một chút đi chị xem người phụ nữ kia mặt mày rạng rỡ đến thế kia thượng quan tuyền lậu bầu bên tay cô liên kiều nghe vậy liền hướng ánh mắt về phía vô đồ thấy nụ cười khiêu khích trên mặt cô ta cô không kìm được nắm chặt bàn tay bước vội xuống lầu liên kiều tiểu tuyền ngồi bên này hoàng phủ anh nhìn thấy hai người đi xuống vội mừng rỡ hơi tay triển sơ dung cũng cười liên kiều tiểu thư tối qua ngủ có ngon không cảm ơn mẹ ừm bác gái, con ngủ rất ngon. Liên Kiều thấy cách xưng hô của mình không thoải đáng liền vội vàng cải chính lại, sau đó nói thêm, bác gái, sau này ngài gọi con là Liên Kiều là được rồi. Được. Nét mặt triển sơ dung hiền hòa, bà nhẹ gật đầu sau đó cười nói, nhà chúng ta có hai Liên Kiều, có chút khó phân biệt nha. Mẹ. Lúc này Yodo mới lên tiếng, giọng ngọc như mật, vậy tạm thời gọi cô ấy là Tiểu Liên Kiều được không? dù sao cô ấy cũng không ở đây lâu. Tiểu Liên Kiều, Liên Kiều bất mãn cho mày, Liên Kiều chính là Liên Kiều, còn phân lớn nhỏ làm gì? Nhưng triển sơ dung rất vừa lòng với đề xuất của Yodo, bà vỗ tay, được, ta thấy cách xưng hô này cũng rất hay, bằng không cứ gọi Liên Tiểu Thư này Liên Tiểu Thư cũng quá xa lạ đi. Bác gái, bác muốn gọi thế nào thì cứ gọi như thế, Liên Kiều trong lòng tức tối nhưng ngoài miệng vẫn nhẹ giọng nói. Được rồi, được rồi, ngồi xuống cùng ăn sáng đi tối hôm qua thấy em ăn rất ít, bữa sáng này nhớ phải ăn nhiều một chút, ngoài suy nghĩ của mọi người, Hoàng Phủ Ngạn tước chợt lên tiếng, ánh mắt thâm thúy vẫn khóa chặt trên gương mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều. Dạ, Liên Kiều lòng dạ rối bời trả lời hắn. Hắn còn nhớ tối qua mình không ăn gì sao? Mày vô đô hơi trao lại, cô ta nhìn Hoàng Phủ Ngạn tước bằng ánh mắt không vui. Đến đây Liên Kiều, ngồi ở bên cạnh em này, Hoàng Phủ Anh vui vẻ nói. Liên Kiều vừa định đi sang đó thì lại thấy lãnh thiên dục đứng dậy. Thiên dục con sao vậy? Hoàng Phủ Ngự Phong ngạc nhiên hỏi. Lãnh thiên dục mỉm cười, bác trai, thật ngại quá, tiểu tuyền nha đầu này có tật xấu, lúc ăn uống nếu như không có con ở bên cạnh cô ấy nhất định sẽ ăn không ngon cho nên Liên Kiều. Hắn nhìn về phía Liên Kiều nói một cách đầy thâm ý, em ngồi ở chỗ của anh này, đổi vị trí cho anh. À, được. Liên Kiều vừa nghe đã hiểu ý hắn, trong lòng mừng rỡ không thôi bởi vì chỗ ngồi của Lãnh Thiên Dục vừa hay là ở bên cạnh hoàng phủ ngạn tước. Nhưng sự vui mừng của cô không được lâu. Vừa định nhấc chân đi thì không được, Vô Đô đứng vụt dậy, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười, "Lãnh tiên sinh, nơi đây là hoàng phủ, hoàng phủ đương nhiên là có quy tắc của hoàng phủ, lúc ăn cơm cũng vậy. Ai ngồi ở vị trí nào đều đã được sắp đặt thỏa đáng." Tôi nghĩ về điểm này lãnh tiên sinh phải hiểu rõ mới đúng liên kiều không được nói như vậy hoàng phủ ngạn tước trầm giọng quá khẽ một tia không vui lộ ra trên gương mặt anh tuấn của hắn ngạn tước em đâu có nói sai hoàng phủ có quy tắc của hoàng phủ mà Đô không nghĩ đến hoàng phủ ngạn tước lại nói vậy sắc mặt đã có chút khó coi liên kiều tiểu thư lãnh thiên dục lạnh nhạt lên tiếng thực ngại quá lãnh gia chúng ta không có nhân khẩu đông đúc như hoàng phủ đương nhiên không cần phải sắp đặt hoặc nghiên cứu cái gì gọi là quy tắc trên bàn ăn cả. Hôm nay cô muốn nói quy tắc với tôi, nghĩ xem có đủ tư cách không? Câu hỏi của hắn vang lên khiến không khí trong bữa ăn chợt lạnh xuống. Anh, Yodo tức giận nắm chặt bàn tay. Được rồi Liên Kiều, Thiên Dục, không cần nói cái gì quy tắc không quy tắc, đều là người nhà cả mà, mau ngồi xuống ăn sáng đi. Hoàng Phủ Ngạn tước thấy bầu không khí trở nên ngượng ngập liền chủ động cầm lấy dao nĩa, lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngập đó. Lãnh thiên dục không có biểu tình gì khác, hắn bước về phía Liên Kiều, nháy mắt với cô như ra hiệu. Vẻ mặt trạng rỡ Liên Kiều bước nhanh đến vị trí cạnh bên Hoàng Phủ Ngạn tước ngồi xuống, lè lưỡi làm mặt xấu với Yodo Đô. Thu hết tất cả vào mắt, lửa giận trong mắt Yodo Đô không khỏi bừng bừng cháy. Mặt di nhiễm dung bình tĩnh nhìn mọi chuyện phát sinh nhưng không nói gì, cô cũng cầm lấy dao nĩa nhưng liền đó đã thấy trước mặt mình xuất hiện thêm một ly nước lọc, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Hoàng Phủ Ngạn Thương ngồi ở phía đối diện, cười rạng rỡ nhìn cô. Em không thích uống nước trái cây, anh giúp em chuẩn bị nước lọc, hắn ôn nhu nói. Mặt di nhiễm dung mỉm cười, cảm ơn anh. Nụ cười trên môi Hoàng Phủ Ngạn Thương càng rộng, hắn bắt đầu bữa sáng của mình. Bầu không khí trong lúc ăn rất tốt, ngoại trừ đô ai nấy đều nói nói cười cười, nhất là triển sơ dung. Bà vui cũng dễ hiểu thôi bởi vì trên bàn ăn không chỉ có đoàn người của Lãnh Thiên Dục mà quan trọng hơn là Ngạn Thương cũng trở về rồi, hơn nữa còn vui vẻ cùng cả nhà ăn cơm. Xem ra ngày cả nhà đoàn viên mà bà chờ mong đã lâu sắp đến rồi. Mọi người nghe đây, bà lên tiếng, nhìn về phía mọi người, thấy mọi người cũng đang hướng ánh mắt về phía mình. Thiên Dục, nếu như con đã dẫn tiểu Tuyền đến đây vậy thì đừng vội trở về, đừng như những lần trước vội vội vàng vàng lần này ở lại đây thêm vài ngày cho khuây khỏa dù sao công việc làm mãi cũng không hết con ngạn tước con cũng vậy nha mấy ngày này không được trở về căn biệt thự kia nữa phải ở nhà các con nghe rõ chưa gì à con yên tâm đi bác gái ngạn thương anh ấy sẽ không đi đâu mặc di nhiễm dung lúc này mới lên tiếng nhẹ nhàng ngắt lời hoàng phủ ngạn thương nhiễm dung ánh mắt hoàng phủ ngạn thương đầy vẻ khó hiểu nhìn cô ngạn thương có nghe thấy không Nhiễm Dung đã nói như vậy rồi còn lại càng không thể đi. Nghe rõ chưa? Nhiễm Dung cũng không được đi, triển sơ Dung cường ngạnh nói. Bác trai bác gái yên tâm, mấy ngày này ngạn thương sẽ ở nhà cùng các bác, mặc di Nhiễm Dung ôn nhu nói. Được, triển sơ Dung lúc này mới hài lòng cười, thiên dục thì sao? Bác gái, bác yên tâm, lần này con sẽ ở thêm mấy ngày, lãnh thiên dục mỉm cười, nụ cười như xóa đi nét lạnh lùng trên gương mặt hắn. Triển sơ dung và hoàng phủ ngự phong nghe vậy rất vừa lòng. Mẹ, ừm, bác gái bác trai, con cũng muốn ở lại hoàng phủ thêm mấy ngày, có được không? Liên Kiều lo lắng lên tiếng, cô không khó nhận ra ánh mắt thù địch nãy giờ vô đô dành cho mình. Đương nhiên là được rồi, hoan nghênh, hoan nghênh, triển sơ dung vừa cười vừa nói, rồi như chợt nhớ đến con dâu mình, cũng dường như nhận ra sự không vui trên mặt cô bà ngượng ngùng cười. Liên Kiều, chắc con không có ý kiến gì chứ? hình như con dâu của bà không thích cô gái kia nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi không hiểu ngạn tước thế nào nữa vừa nhìn thấy cô gái kia lại thể hiện sự quan tâm như vậy làm vợ đương nhiên không muốn nhìn thấy chồng mình đối xử tốt với người phụ nữ khác rồi em cứ ở lại đây em là bạn tốt của anh anh thì cứ coi như đây là nhà của mình đừng câu nệ gì yodo vừa định lên tiếng thì hoàng phủ ngạn tước đã lên tiếng trước yodo hung hăng cắn chặt môi tức giận nhìn hắn thật sao Liên Kiều cũng nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nha đầu, đương nhiên là thật rồi. Cứ yên tâm ở lại, Hoàng Phủ Ngạn Tước không chút cố kỵ phản ứng của Dô Đô, cũng không quan tâm ánh mắt sắc bén của cô không ngừng nhìn về phía mình, hắn nhìn Liên Kiều, môi khẽ câu lên một nụ cười. Ngạn Tước, cảm ơn anh. Liên Kiều chợt như nhìn thấy lại ánh mắt sủng nịch ngày nào hắn vẫn nhìn cô, suýt nữa thì chết chìm trong đôi mắt đó cô kích động níu lấy cánh tay hắn mừng rỡ nói cô đang làm gì vậy jodo nhìn không nổi nữa đột ngột đứng dậy quát lên một tiếng liên kiều bị dọa đến giật mình lại càng dựa sát vào người hoàng phủ ngạn tước cô cố ý ngẩng đầu lên nhìn hắn hàng mi nhẹ chớp cô ấy thật hung dữ nha em sợ lắm cô jodo biết liên kiều cố ý từ lúc xuống ăn sáng đến giờ nha đầu này luôn tuyên chiến với mình em làm cô ấy sợ rồi Hoàng phủ Ngạn Tước nhẹ giọng nói với Dô Đồ, tiếng nói tuy không lớn nhưng mang theo một sự uy nghiêm và cảnh cáo. Sau đó hắn nhẹ vỗ vỗ lưng cô gái đang dựa vào mình như trấn an, rất rõ ràng chiêu này của Liên Kiều hữu dụng, vẻ yếu ớt đáng thương của cô đã khơi dậy bản năng che chở của đàn ông đối với phụ nữ trong hoàng phủ Ngạn Tước. "Ngạn Tước, anh sao lại? Cô ấy chỉ là một cô nhóc, sao em cũng hành xử trẻ con như thế? Ăn cơm đi." Hoàng Phủ Ngạn tức ngắt lời vô đô sau đó nhẹ đẩy Liên Kiều ra, em cũng mau ăn cơm đi. Không có chuyện gì đâu. Dạ, Liên Kiều mừng rỡ gật đầu, cái cảm giác vui mừng từ sâu trong nội tâm này khiến cô như trở lại những ngày trước, những ngày mà cô được hắn chở che chăm sóc. Vô đô nghe cách nói chuyện này của Hoàng Phủ Ngạn tức liền biết hắn đã quyết định thì không thể thay đổi, hậm hực ngồi xuống. Cô ta quét mắt nhìn, lại đụng phải đôi mắt màu tím mang đầy ý cười của mặt di nhiễm dung đáng chết. Cô ta sẽ không để đám người này tọa nguyện đâu. Ánh mắt vô đô nhìn thẳng vào mắt mặt di nhiễm dung, ý đối địch rất rõ ràng mà mặt di nhiễm dung thì vẫn điềm nhiên như không. Cô khép mi lại như không nhìn thấy những gì vừa diễn ra, nhàn nhã ăn bữa sáng của mình. Ở bên này liên kiều lòng như nở hoa bởi vì vừa ra trận đã giành được thắng lợi rồi. Ngạn tước đang ngồi bên cạnh cô, gần đến mức cô có thể ngửi được mùi hương quen thuộc trên người hắn thật muốn yên ổn nằm trong lòng hắn nha. Cô vừa mơ màng suy nghĩ vừa vụng về nhấc dao nĩa lên. Cũng không còn cách nào, ai bảo hôm nay cô lại xui xẻo như vậy chứ, mới sáng sớm đã làm tay bị trật. Bây giờ thì tốt rồi, tay cầm dao căn bản là không thể dùng sức, bảo cô ăn thế nào đây? Tay của em sao vậy? Ngồi ở bên cạnh Hoàng Phủ Ngạn tước trầm giọng hỏi. Giọng của hắn tuy nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho mọi người đều nhìn về phía cô hắn sớm đã phát hiện cách nha đầu này sử dụng dao nĩa rất lạ. Lúc vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng cô không biết sử dụng dao nĩa nhưng tỉ mỉ quan sát một lúc hắn phát hiện cổ tay của cô dường như không được lưu loát lắm, hình như là có chuyện, nghĩ vậy hắn không kìm được cho mày hỏi. Giọng nói trầm thấp mê người của hắn vang lên bên tai khiến Liên Kiều nhất thời sửng sốt, cô mở miệng định nói thì Thượng quan Tuyền đã chen vào trước. Đúng, ngạn tước, cổ tay của Liên Kiều bị thương rồi, nếu như anh đã ngồi bên cạnh cô ấy vậy giúp em chăm sóc cho Liên Kiều một chút. Cảm ơn anh. Thượng quan tuyền cố tình nhấn thật mạnh hai chữ Liên Kiều. Bị thương, mày hoàng phủ ngạn tước trao càng chặt, ánh mắt giấu không được sự quan tâm, cổ tay thế nào lại bị thương vậy chứ? Có thể vì cô tên là Liên Kiều nên mình mới bất tri bất giác mà quan tâm nhiều như vậy, hắn tự ám thị mình. Ừm, chuyện này, chuyện này, Liên Kiều ấp a ấp úng, Gương mặt xinh đẹp chợt nổi lên một tầng hồng Cô ngượng ngùng nói Em không cẩn thận té từ giường xuống nên cổ tay mới bị trật. Phu Ngồi ở đối diện nãy giờ vẫn lặng lặng ăn bữa sáng Hoàng Phủ ngưng nghe được cô nói như vậy Không nhịn được bật cười một tiếng Còn Hoàng Phủ anh trước tiên trố mắt như không tin được rồi Sau đó cũng đưa tay bụng miệng che đi tiếng cười Triển sơ dung hung hăng trừng hai cô con gái Con gái lúc ăn cơm cứ cười trộm như thế còn ra thể thống gì Nhất là tiểu ngưng đó mẹ à con đâu có cười nhạo cô ấy đâu chỉ là cảm thấy quá khó tin thôi mà sao lại có người ngủ đến mức lăn xuống giường chứ hoàng phủ ngưng trước giờ luôn nói thẳng không hề che giấu suy nghĩ của mình liên kiều chu môi nhìn hoàng phủ ngưng nói tiểu ngưng người ta chỉ là một lúc không cẩn thận nên mới té xuống giường thôi mà nhất thời liên kiều quên mất hoàng phủ ngưng cũng chịu sự ảnh hưởng của dáng đầu thuật như tất cả những người khác trong nhà hoàng phủ lời nói và khẩu khí lại giống hệt như trước Điều này làm cho Hoàng Phủ Ngưng sửng sốt một hồi, tiểu ngưng, cách xưng hô thân thiết và quen thuộc này khiến cho lòng cô sinh ra một cảm giác rất lạ. Ánh mắt sắc bén của Yodo không bỏ qua bất kỳ tình tiết nào phát sinh trên bàn ăn, tuy cô ta vẫn luôn chậm rãi dùng bữa nhưng có thể nhận ra, tâm trí cô ta hoàn toàn không đặt vào món ăn nhất là khi cô ta nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, thấy ánh mắt quan tâm của hắn dành cho Liên Kiều, bàn tay cầm nĩa bất giác nắm chặt lại. Yodo nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước chăm chú, ánh mắt chợt thay đổi, trở nên độc ác nhưng một giây sau chỉ thấy cô ta trao mày, trong đáy mắt hiện lên một tia kinh sợ sau đó như chợt hiểu ra, ánh mắt cô ta lần nữa xoáy về phía mặt di nhiễm dung. Đáng giận. Mặt di nhiễm dung gương mặt tươi cười nhìn thẳng vào ánh mắt căm giận của cô ta, trong đôi mắt màu tím trong veo hiện lên một tia cảnh cáo. Sự căm tức trong ánh mắt vô đô vẫn không giảm, hừ, cô gái này lại dám ra tay phá hoại dáng đầu thuật của mình lần nữa những người trên bàn ăn hoàn toàn không hay biết một bữa ăn sáng đơn giản lại trở thành đấu trường của hai dáng đầu sư liên kiều âm thầm thở dài một tiếng cô cũng không biết vừa nãy chị mình đã làm gì giúp mình nhưng cô biết mặc di nhiễm dung đang bảo vệ cô mải mê suy nghĩ liên kiều chợt thấy chiếc dĩa đựng thức ăn của mình thay đổi vị trí chính là lúc đang phân vân không biết dùng dao nỉa như thế nào để xử lý đĩa thức ăn thì chiếc dĩa đã bị bàn tay to lớn của hoàng phủ ngạn tước đoạt lấy trong sự sửng sốt của cô, Hoàng Phủ Ngạn tước thuần thục giúp cô cắt thức ăn trong dĩa ra thành từng miếng nhỏ, vừa vặn để cô có thể dùng nĩa ăn được một cách dễ dàng. Ngạn tước, Dô Đô thấy vậy nhất thời sửng sốt, đáy mắt hiện lên một tia cảnh giác. Còn tất cả những người còn lại trong nhà Hoàng Phủ thấy vậy cũng nghi hoặc không hiểu, ai cũng biết với cá tính của Hoàng Phủ Ngạn tước. Tuy hắn luôn lịch sự tao nhã với phụ nữ nhưng trước mặt vợ mình mà chủ động ân cần với một cô gái khác là chuyện hoàn toàn không có khả năng ngạn tước, Liên Kiều sững sờ nhìn một bên sườn mặt của hắn, nhìn vẻ nghiêm túc của hắn khi cắt thức ăn cho cô mà lòng cảm động không thôi. Chiếc dĩa lại được đẩy đến trước mặt Liên Kiều lần nữa, nhưng lần này thức ăn trong dĩa đã được cắt cẩn thận, chỉ cần dùng nĩa là có thể thưởng thức. Ăn đi, trước giờ chưa từng thấy nha đầu nào ngốc như em. Chị Phúc, Hoàng Phủ Ngạn tước chợt cao giọng gọi, trong đấy mắt hiện lên một tia sủng nịch, hắn dặn dò chị Phúc, xong bữa sáng nhớ gọi bác sĩ Trần đến đây chị phúc tuy cảm thấy ngạc nhiên nhưng vẫn lễ phép đáp lời, dạ, đại thiếu gia là thật, đại thiếu gia sao lại đối xử tốt với cô gái kia thế nhỉ? ngạn tước không cần đâu, vừa nãy tiểu tuyền nói em chỉ liên kiều vừa định lên tiếng cự tuyệt thì đã thấy hắn chau mày làm cô sợ hết hồn ngậm chặt miệng không dám lên tiếng, trong lòng thầm oán, ngạn tước này thật là bây giờ đã không nhận ra mình là ai vậy mà còn bá đạo đến vậy, thật sự chẳng khác lúc trước tí nào nhưng mà lúc này trong lòng liên kiều ngọt như ăn kẹo trước đây sự bá đạo của hắn luôn khiến cô muốn làm gì đó để phản kháng lại hơn nữa hết lần này đến lần khác làm ngược lại ý hắn nhưng hôm nay cô chẳng thà hắn bá đạo thêm chút nữa như vậy mới chứng tỏ hắn vẫn còn quan tâm cô ngạn tước cổ tay của liên tiểu thư này chắc là không có gì đáng ngại đâu chỉ là bị trặc thôi mà lát nữa bảo chị phúc lấy rượu thuốc giúp cô ấy xoa một chút là khỏi gọi bác sĩ từ đến có vẻ quá khoa trương đi. Yodo bất mãn lên tiếng, cô ta hết nhìn Hoàng Phủ Ngạn tước lại nhìn Liên Kiều. bị chặt gân có thể nhẹ cũng có thể nặng, nhưng cô ấy là một cô gái, để bác sĩ xem qua thì yên tâm hơn, không cần phải lo lắng nữa. Hoàng Phủ Ngạn tước bình thản trả lời Yodo nhưng giọng điệu kiên định, hoàn toàn không để cô ta có thể cự tuyệt. Yodo cố nhìn xuống cơn tức trong lòng ngực, không cần phải lo lắng nữa. ý của hắn có phải là hiện giờ hắn đang lo lắng không? Nhà đầu đáng chết này là dám dùng cách này để thu hút sự chú ý của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Đúng đó đúng đó, phải để bác sĩ xem mới yên tâm, Liên Kiều yếu đuối như vậy, nếu như không để bác sĩ xem nói không chừng ngày mai cả cánh tay đều sưng lên thì càng tệ hơn, Thượng quan Tuyền thấy vậy liền xen vào. Xem tình hình này, đúng là là phúc thì không phải họa, là họa tránh không được, không ngờ Liên Kiều xui xẻo làm cho tay mình bị chặt lại thu hút sự quan tâm của Hoàng Phủ Ngạn Tước đây đúng là mèo mù vớ phải cá tráng, thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Tiểu Tuyên, chị nào có yếu ớt như vậy, liên kiều đỏ mặt lên tiếng kháng nghị. Hoàng Phủ ngạn tức trầm mặt nhìn cô sau đó nhẹ nhàng nói, nghe lời đi. Dạ, liên kiều ngoan ngoãn đáp lời, không dám nói nhiều nữa mà lẳng lặng cúi xuống dùng bữa sáng của mình. Hoàng Phủ ngạn tức thấy vậy, bờ môi đẹp như điêu khắc mới khẽ khàng câu lên một đường cong, gương mặt đỏ hồng yêu kiều của cô rơi vào tầm mắt của hắn khiến lòng hắn dậy lên một cảm giác ngọt ngào mà chính hắn cũng không hiểu vì sao. Sau bữa điểm tâm Liên Kiều được mời tới phòng y tế, bác sĩ Trần cũng đã được chị Phúc mời đến. Sắc mặt mặt di nhiễm dung có chút khó coi, sau khi ăn xong bữa sáng, gương mặt vốn thanh thuần tươi mát lại biến thành trắng bệt. Nhiễm dung, em nhìn như rất mệt thì phải. Tối qua không ngủ ngon sao, Hoàng Phủ ngạn thương đi đến trước mặt cô, quan tâm hỏi. Ngạn thương, em không sao đâu, mặt di nhiễm dung nở nụ cười ánh mắt long lanh như tắm trong ánh mặt trời mùa xuân nhưng mà ngạn thương em muốn nói chuyện riêng với chị nhiễm dung một chút anh không ngại chứ thượng quan tuyền đi đến bên cô nhẹ giọng ngắt lời hoàng phủ ngạn thương ừm đương nhiên là không rồi hoàng phủ ngạn thương cũng không tiện hỏi nhiều hắn cười nói với mặt di nhiễm dung nếu thân thể không thoải mái thì phải nghỉ ngơi nhiều vào biết không mặt di nhiễm dung gật đầu không nói nhìn theo bóng hoàng phủ ngạn thương rời đi. Anh ấy rất quan tâm chị, thượng quan tuyền cũng nhìn theo bóng lưng của hoàng phủ ngạn thương, nhẹ giọng nói. Cảm ơn em. Thượng quan tuyền nghe cô nói vậy liền mỉm cười, thấy chị như thế này chắc là cũng không thể nói với ngạn thương chuyện gì, em chỉ không muốn thấy chị một mình đảm đương mọi chuyện của Liên Kiều mà thôi. Em tuổi còn nhỏ như vậy mà đã biết suy nghĩ dùm người khác, thật hiếm có, mặt di nhiễm dung mệt mỏi dựa người vào tường nhìn cô như chẳng còn chút sức lực nào lúc trước em không phải vậy là dục làm cho em thay đổi nhắc đến lãnh thiên dục thượng quan tuyền mỉm cười ngọt ngào mặc di nhiễm dung nhìn thượng quan tuyền không khỏi thầm khen nét đẹp của cô nhưng đồng thời trong đầu chợt hiện lên hình bóng của một người đàn ông tiểu tuyền cô muốn nói lại thôi sao vậy chị nhiễm dung thượng quan tuyền nhạy cảm phát hiện ra ánh mắt cô có chút không tự nhiên mặc di nhiễm dung ngượng ngùng hỏi vì sao em không chọn Niếp Tiên Sinh? Đây là câu hỏi mà cô luôn giữ trong lòng. Niếp Ngân người đàn ông này luôn ở vị trí thật cao, cô không chạm tới được nhưng cô nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, hắn rõ ràng là luôn ở bên cạnh Thượng Quan Tuyền, vì sao hai người lại không có kết quả chứ? Thượng Quan Tuyền nghe cô hỏi, ánh mắt trong veo chợt xẹt qua một tia khổ sở. Mặt Di Nhiễm Dung thấy vậy, trong lòng hồi hộp không yên. Khi em nhìn thấy chủ nhân lần đầu tiên em đã thật thích anh ấy. Lúc đó em mới 9 tuổi thôi, Thượng quan Tuyền nói, giọng thật nhỏ như gió vần qua kẻ lá. 9 tuổi, mặt di nhiễm dung kinh ngạc hỏi lại. Rất khó tưởng tượng đúng không, Thượng quan Tuyền hơi mỉm cười, vừa nhìn thấy chủ nhân em đã nghĩ, trên đời này sao lại có người đàn ông ưu tú đến vậy, anh ấy giống như nhân vật chính bước ra từ trong truyện cổ tích, khiến cho em mơ hồ huyễn hoặc. Cũng chính vì như vậy, lúc chịu huấn luyện đặc biệt, cho dù chịu bao nhiêu khổ sở em cũng cảm thấy rất vui vẻ bởi vì có anh ấy từ lúc em bước vào tổ chức chưa bao giờ thấy khổ vậy sau đó sao lại mặc di nhiễm dung càng nghe càng không hiểu loại tình cảm này thử hỏi mấy người có được sao cô lại không tiếp tục chứ thượng quan tuyền mơ màng nhìn về xa xa nơi lãnh thiên dục đang ngồi nói chuyện với hoàng phủ ngạn tước ánh mắt lộ ra tình ý nồng đậm cho đến khi em gặp được dục là anh ấy khiến em hiểu rõ tình cảm mà em dành cho chủ nhân từ nhỏ đến lớn không phải là tình yêu mà cũng chỉ có anh ấy mới có thể khiến em hiểu rõ nó là gì chẳng lẽ em không thích nếp tiên sinh sao mặc di nhiễm dung thử dò xét không em thích chủ nhân từ đó đến giờ em vẫn luôn thích chỉ có điều thích không phải là yêu thường quan tuyền nhẹ giọng nói tình cảm mà em dành cho chủ nhân rất đặc biệt vừa giống như dành cho cha mẹ lại giống như dành cho anh ruột là một loại ỷ lại và dựa dẫm em từ nhỏ đã được chủ nhân nhận nuôi đối với chủ nhân mà nói em giống như một món đồ thuộc về anh ấy lâu lắm nên không nỡ tặng cho người khác vậy chỉ là như vậy thôi có lẽ ông trời sớm đã sắp đặt ai với ai là sự sắp đặt không ai thay đổi được mặc di nhiễm dung nghe đến ngay người cô không hiểu loại tình cảm này cho lắm nên nói là trong thế giới tình cảm của cô căn bản là chưa từng nghĩ qua có loại tình cảm phức tạp đến thế thật sự là ông trời sắp đặt sao chị nhiễm dung chị không sao chứ thấy cô ngơ ngẩn không nói gì thượng quan tuyền quan tâm hỏi ừm không sao mặc di nhiễm dung lúc này mới trong cơn suy tư tỉnh lại cô rầu rĩ nói chị chỉ đang nghĩ em thật khiến người ta hâm mộ có lãnh tiên sinh cùng nếp tiên sinh hai người đàn ông xuất sắc như vậy yêu thương em chị cũng làm cho người ta hâm mộ vậy chị không biết sao ngạn thương rất được các cô gái thầm mến nha nhưng anh ấy trong ba thước nước chỉ chọn uống một giọt chính là chị đó thượng quan tuyền tinh nghịch nói đừng có nói đùa với chị mà chị và ngạn thương chỉ là bạn bè bình thường thôi mặc di nhiễm dung nghe trong lời của cô có ý khác gương mặt xinh đẹp chợt nổi lên một mảnh hồng bạn bè thượng quan tuyền mỉm cười chị nhiễm dung nói thật nha tuy em và ngạn thương biết nhau chưa lâu lắm nhưng trước giờ em chưa từng thấy anh ấy quan tâm cô gái nào giống như chị vậy anh ấy thật sự rất để tâm đến chị mặt di nhiễm dung hơi khép mi, cô làm sao không cảm nhận được tâm ý của ngạn thương chứ, chỉ có điều, cô vẫn còn nhớ kết quả bói bài taro hôm ấy, theo đó hắn vốn không phải là người mà ông trời sắp đặt cho cô. Chị nhiễm dung, thượng quan tuyền cảm thấy cô có tâm sự, ngay cả ánh mắt cũng trở nên phiêu diêu vô định. Mặc di nhiễm dung theo tiếng gọi của thượng quan tuyền mà hoàng hồn lại, cô mỉm cười nhưng liền sau đó, cả người cô chợt trung lên. Chị nhiễm dung, chị sao vậy, Thượng quan Tuyền thấy mặt Di Nhiễm Dung như vậy hoảng sợ kêu lên một tiếng, vội chạy đến đỡ lấy cô. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. "Chị không sao." Mặt Di Nhiễm Dung miễn cưỡng nặng ra một nụ cười. Sắc mặt chị kém lắm, cũng vừa hay có bác sĩ ở đây, em dìu chị vào gặp bác sĩ nhé." Thượng quan Tuyền vừa đỡ cô đứng thẳng vừa nói thật sự không cần đâu bởi vì thuốc men đối với chị mà nói là không có tác dụng, mặc di nhiễm dung không biết nên giải thích với cô thế nào. Nhưng mà, chị thật sự không sao. Lời của mặt di nhiễm dung chưa dứt thì giọng nói âm hiểm của vô đô phía sau lưng vang lên. Có sao hay không trong lòng cô rõ nhất mà. Thượng quan Tuyền và mặt di nhiễm dung cùng lúc quay lại nhìn. Vô đô đi đến trước mặt hai người, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của mặt đi đua, Cô ta cố tình làm ra vẻ thương tiếc nói, nhìn cô như vậy tôi thấy thật đau lòng. Cô muốn thế nào? Trong lòng Thượng Quan Tuyền chợt cảm thấy bất an, cô lạnh lùng hỏi. Vô Đô nhướng mắt nhìn Thượng Quan Tuyền không trả lời cô, mà lời lẽ nhằm vào mặt Di Nhiễm Dung. Mặc Di, cô đừng quên trước khi vào Hoàng phủ cô đã bị thương rồi. Thương thế của cô còn chưa hoàn toàn hồi phục thì cô đã muốn cùng tôi đấu sao? Chỉ có một con đường chết mà thôi. Cô tính toán đến là hay. Hôm nay đúng là vì có lãnh thiên dục nên tôi không có cách nào ra tay đối phó liên kiều, cũng không thể ra tay với lãnh thiên dục. Chỉ có điều cô đừng quên tôi có thể hạ gián đầu với hoàng phủ ngạn tước hoặc bất kỳ ai trong nhà hoàng phủ. Thông minh như cô, tôi tin là cô hiểu ý tôi. Thì ra vừa nãy trong bữa điểm tâm là cô cố ý làm vậy, mặc di nhiễm dung điềm tĩnh nhìn cô ta. Yodo bật cười vẻ khinh thường lộ rõ trên nét mặt. Đương nhiên, đây là một chuyện rất thú vị tôi muốn cô tận mắt nhìn thấy tôi hạ dáng đầu. Bất luận là tôi có thành công hay không, ít ra tôi biết sức lực của cô sẽ không ngừng bị hao phí. Mặc gì, công lực của cô vốn đã không bằng tôi, huống gì bây giờ trong người cô lại bị thương, công lực càng bị ảnh hưởng. Ngược lại tôi có rất nhiều thời gian đùa với cô. Đùa đến khi nào, công lực của cô cạn kiệt thì thôi. Cô thật đê tiện, mặc di nhiễm dung lúc này không nén nổi cơn giận. Đừng quên tôi cũng chỉ được gọi là vu sư mà thôi, đương nhiên không thể sánh với vị dáng đầu sư hoàng mỹ, thánh khiết, cao nhã như cô. Nhưng cô yên tâm, rất nhanh, tôi sẽ khiến những điều này trở thành lịch sử, vô đô khịt mũi, nói một cách khinh thường. Mặt di nhiễm dung cố áp xuống lửa giận trong lòng, cô lạnh lùng nói, tôi nói rồi, cho dù thí mạng mình tôi cũng nhất định phải ngăn chặn cô. Chỉ bằng liên kiệu nha đầu ngốc kia sao, vô cười khẩy, xem ra cô ngây thơ hơn tôi tưởng nhiều công lực như cô còn không thể làm gì được tôi huống gì nha đầu chân yếu tay mềm trói gà không chặt lại còn ngu ngốc kia liên kiều là em gái ruột của cô mặc di nhiễm dung lạnh nhạt nói ngay từ đầu tôi đã không thừa nhận nó là em gái tôi nó căn bản không có tư cách trở thành em gái tôi vô đồ nói một cách dứt khoát thượng quan tuyền nhìn không nổi nữa lên tiếng sao cô lại có thể nói ra những lời không có lương tâm như vậy chứ Cô là chị của Liên Kiều, quan hệ huyết thống này vĩnh viễn cũng không cắt trời được. Liên Kiều cũng rất hy vọng nhận lại người chị là cô. Đủ rồi, vô đô ngắt lời thượng quan tuyền, tôi thật không hiểu sao các người lại có nhiều thời gian rảnh rỗi mà đi lo chuyện nhà người khác vậy chứ. Liên Kiều là bạn tôi, tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thượng quan tuyền lời lẽ đầy chính nghĩa. Tôi thấy cô trước tiên nên lo cho người phụ nữ bên cạnh mình kia đừng để cô ta tiêu tán hết công lực trước khi thời hạn đến vậy thì chơi không vui nữa yodo cười khẩy nói chị nhiễm dung thượng quan tuyền nghe vậy lo lắng nhìn về phía mặt di nhiễm dung yodo cô vẫn là nên suy nghĩ kỹ xem nên thu dọn tàn cuộc thế nào còn hay hơn cô có thể khống chế hành vi của con người nhưng không thể nào vĩnh viễn khống chế ý thức của người ta nhất là hai người thật lòng yêu nhau tôi không tin cô sẽ thành công cô cũng thấy đó Hiện tại cho dù Hoàng Phủ Tiên Sinh không nhớ được Liên Kiều nhưng ngài ấy vẫn hết sức quan tâm đến Liên Kiều đấy thôi, mặc di nhiễm dung tự như không hề để tâm đến lời đe dọa của Yodo. Vậy thì chúng ta cứ chờ mà xem. Yodo ngoài miệng tuy nói mạnh nhưng trong mắt vẫn không giấu được sự cảnh giác cùng bất an. Nói xong cô ta liền xoay người đi về phía phòng y tế. Đợi cô ta đi xa, mặc di nhiễm dung mới chống tay lên tường, ánh mắt hoảng thần. Chị nhiễm dung, rốt cuộc là chị thế nào? Đừng dọa em nha, thượng quan tuyền đỡ cô ngồi xuống sofa nét mặt lo lắng nói. Mặc di nhiễm dung cười khổ một tiếng, Vô đô người phụ nữ này rất có tâm kế, kế hoạch của cô ta thật cẩn mật không hề có chút sơ hở này. Lúc trước khi tôi và cô ta ngắm ngầm đấu với nhau chị đã bị thương, công lực cho tới bây giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Cô ta biết hiện giờ không làm gì được liên kiều cho nên mới nghĩ cách làm tôi hao phí công lực hơn. Vậy không phải bây giờ chị rất nguy hiểm sao, thượng quan tuyền nghe vậy lo lắng nhìn cô thấy trên trán cô dần xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng liền giúp cô lau đi chị nhiễm dung chị cứ toát mồ hôi lạnh thế này có phải rất khó chịu không cô hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với tình cảnh này nên không biết làm thế nào mới phải không sao chị còn có thể chống đỡ được một đoạn thời gian nữa mặc di nhiễm dung mỉm cười chị không có yếu ớt vậy đâu thượng quan tuyền lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của cô không biết làm sao mới tốt nhất thời trong lòng hoảng loạn vô cùng nếu như ngay cả mặt di nhiễm dung cũng không có cách đối phó với vô đô vậy bọn họ biết làm thế nào bây giờ chị nhiễm dung chị nói thực cho em biết đi khả năng thành công của chúng ta là bao nhiêu mặt di nhiễm dung không khó nhận ra sự lo lắng trong mắt cô cô bất chợt hỏi một câu ngoại lệ chị biết trước đây em cũng từng làm nhiều chuyện rất nguy hiểm em có từng nghĩ mình sẽ không sống nổi tới ngày mai không Tuy em cũng từng rất tuyệt vọng nhưng trước giờ em chưa bao giờ mất lòng tin cả Thượng quan tuyền trả lời rất thẳng thắn. Đấy mắt mặt di nhiễm dung sẽ qua một ý cười nhanh nhạt Chị cũng vậy Nhiều năm qua chị đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm giữa sống và chết Cũng từng trải qua đau khổ và tuyệt vọng nhưng lòng tin trong chị chưa bao giờ mất Chị tin chỉ cần một ngày lòng tin chưa mất thì hy vọng sớm muộn gì cũng sẽ đến Đúng vậy Thượng quan tuyền nghiêm túc gật đầu, trước giờ cô không biết một cô gái nhìn bề ngoài yếu đuối như chị nhiễm dung lại kiên cường và lạc quan như vậy chuyện chị bị thương em đừng nói cho ai biết nhé nhất là liên kiều chị không muốn em ấy lo lắng mặt di nhiễm dung thấp giọng nài nỉ được em biết rồi thượng quan tuyền gật đầu đáp ứng cô cô không biết mình làm vậy có đúng hay không nhưng nhìn thấy vẻ khẩn cầu trong mắt mặt di nhiễm dung cô chỉ đành gật đầu lúc này mặt di nhiễm dung mới nhẹ nhõm nở một nụ cười yếu ớt Chị Nhiễm Dung, em có chuyện muốn thương lượng với chị một chút, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, thượng quan tuyền lên tiếng. Chuyện gì? Bởi vì lần này dục cần phải ở đây lâu một chút, em nghĩ không lâu nữa quý dương và thiếu đường cũng sẽ đến, hoàng phủ, tụ họp. Dục lo lắng họ sẽ bị vô đô ra tay với họ. Mặc di nhiễm dung nghe cô nói vậy, mày hơi trao lại, sao chị lại không nghĩ đến điểm này chứ, cung thị tài phiệt cũng ở nước Mỹ, đương nhiên cung tiên sinh là người biết lãnh tiên sinh đến đây sớm nhất nhưng lăng tiên sinh thì sao ngài ấy đang ở đâu không phải là đang ở nước pháp sao không thiếu đường đang ở hy lạp nhưng em nghĩ nếu như anh ấy biết ba người còn lại đang ở hoàng phủ thì nhất định sẽ đến đây ngay thượng quan tuyền ngẫm nghĩ một hồi rồi nói không được họ không được đến hoàng phủ ít nhất là mấy ngày này không được đến đây mặc di nhiễm dung nói một cách dứt khoát Thượng quan tuyền trầm ngâm gật đầu. Mặc di nhiễm dung thở dài một tiếng, nói, ý đồ của Yodo rất rõ ràng, cô ta muốn dùng mọi cách để làm tiêu hao công lực của chị, mà chị thì không thể nhìn mọi người bị nguy hiểm mà không làm gì. Trước mắt công lực của chị chỉ đủ để bảo vệ cho Liên Kiều, nếu như hai người kia cùng lúc đến đây, sức ảnh hưởng đối với Hoàng Phủ Tiên Sinh rất lớn. Yodo nhất định sẽ ra tay với họ. Nếu như đúng là vậy, đối với công lực của chị có sự uy hiếp rất lớn em hiểu rồi em sẽ nói lại với dục để anh ấy nghĩ cách xử lý thường quan tuyền nhẹ giọng nói mặt di nhiễm dung gật đầu đi thôi chúng ta đi xem liên kiều thế nào rồi dạ được trong phòng y tế không ngừng truyền đến tiếng rên rỉ của liên kiều tiếng sau cao hơn tiếng trước xem ra là rất đau đớn bác sĩ trần bác sĩ riêng của nhà hoàng phủ cảm thấy tai mình sắp bị tiếng rên của cô làm cho điếc mất Ông ta là vị bác sĩ mới đến làm cho nhà Hoàng Phủ không bao lâu, chính là khi Yodo vừa vào Hoàng Phủ liền tìm về thay thế cho bác sĩ từ trước nay vẫn làm cho nhà Hoàng Phủ bởi vì cô ta ngại vị bác sĩ kia biết quá nhiều. Liên tiểu thư, cô ráng nhịn một chút, thực ra đâu có đau đến như vậy. Bác sĩ Trần vừa cẩn trọng giúp cô dùng thuốc xoa bóp chỗ bị trặc vừa dè dặt nói, sau đó lại đưa tay lên trán lau mồ hôi cho mình. Nhà đầu này, trong dáng người nhỏ nhắn yếu ớt không ngờ giọng lại tốt đến như vậy bác sĩ nhẹ tay một chút hoàng phủ ngạn tước không biết từ lúc nào đang đứng dựa người ngay cửa ra vào nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của liên kiều đau đến nhăn lại gương mặt anh tuấn cũng theo đó mà trầm xuống được được hoàng phủ tiên sinh bác sĩ trần nghe hắn hói vậy sợ đến nỗi không dám dùng sức lắp bắp trả lời vô đô đứng ở sau lưng hoàng phủ ngạn tước liếc mắt nhìn về phía liên kiều Cô ta tức tối nghiến răng nghiến lợi rủa thầm, nha đầu này, thực biết cách giả vờ. Lại là một tiếng trên thảm thiết. Làm bác sĩ trần sợ đến nỗi suýt nửa nghiêng tay làm đổ bình thuốc. Không đến nỗi khoa trương vậy chứ. Mình đã rất nhẹ tay rồi mà. Hơn nữa, xoa thuốc mà nhẹ tay quá thì làm sao có tác dụng được chứ. Hoàng phủ ngạn tước bất giác trao chặt thêm một chút. Ngạn tước. Vô đô thấy vậy liền tiến đến, nhẹ khoát cánh tay hắn nói, ở đây có anh anh, còn có tiểu tuyền cùng với cô ấy là được rồi. Chúng ta trở lại phòng khách đi. Vừa mới gửi đến một hộp trà rất nổi tiếng, em đã giúp anh và thiên dục chuẩn bị rồi, cùng đi nếm một chút trà ngon đi. Thấy sự chần chờ trong mắt hoàng phủ ngạn tước, dô đồ áp tay lên mặt hắn, nũng nịu nói, ngạn tước, cô gái này quan trọng với anh vậy sao? Giọng nói mang theo một tia hờn dỗi rất rõ ràng. Đương nhiên không phải. Chẳng qua là. Được rồi mà, đừng đứng ở đây mãi. Anh ở đây sẽ làm bác sĩ phân tâm, vô đô nhẹ nhàng ngắt lời hắn. Lãnh thiên dục không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát tất cả. Hoàng phủ ngạn tước ngoảnh đầu lại, ánh mắt lại lần nữa rơi trên gương mặt xinh xắn của Liên Kiều, thấy cô đang nhăn mặt cho mày, đáy mắt lần nữa lại hiện lên chút do dự cùng không nở. Ngạn tước, hu hu, đau quá, tay em sắp gãy mất rồi, Liên Kiều lại cất tiếng trên, lần này đối tượng mà cô trực tiếp hướng đến là Hoàng Phủ Ngạn Tước. Vừa trên rỉ vừa dùng ánh mắt đáng thương lẫn nài nỉ nhìn hắn. Thân hình cao lớn của Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt cứng lại, hắn không nói gì, cũng không để tâm đến vô Đô đang nói gì bước nhanh vào phòng y tế, trầm giọng nói với bác sĩ Trần, trong giọng nói rõ ràng là không vui, đưa bình thuốc cho tôi. Hoàng Phủ tiên sinh. Bác sĩ Trần thấy vẻ mặt u ám của hắn, sợ đến nỗi mồ hôi toát ra ròng ròng vội giải thích, vừa nãy tôi, thật sự thật sự rất nhẹ tay rồi. Đưa cho tôi, Hoàng Phủ Ngạn Tước không kiên nhẫn nhắc lại lần nữa, giọng của hắn vẫn trầm trầm như cũ nhưng không hiểu sao lại có thêm một chút đe dọa. Hoàng Phủ Tiên Sinh Trong lòng bác sĩ Trần một nỗi bất an không ngừng tăng lên, ông vội đẩy bình thuốc đến trước mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước, bàn tay không ngừng run rẩy. Từ ngày mai ông không cần đến Hoàng Phủ nữa. Quả đúng như ông lo sợ, sau khi đón lấy bình thuốc, hoàng phủ ngạn tước liền hời hợt nói một câu vị bác sĩ mới này hắn nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt hả bác sĩ trần ngay người trước cái tin vừa nghe sau đó vội vàng lên tiếng cầu xin hoàng phủ tiên sinh xin, xin ngài chị phúc hoàng phủ ngạn tước không để ý đến bác sĩ trần trầm giọng quát một tiếng quản gia chị phúc vội tiến đến lễ phép nói với bác sĩ trần bác sĩ trần xin mời đây là lệnh trục khách rất rõ ràng Bác sĩ Trần chỉ đành thu thập đồ đạc sau đó theo chị Phúc trời đi. Ngạn tước, anh. Nhìn xem một màn này từ đầu đến cuối, lòng vô đô càng lúc càng khó chịu. Đến khi cô ta nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạn tước cầm bình thuốc ngồi xuống trước mặt Liên Kiều thì không nhìn được nữa. Cô ta vừa nhấc chân định bước tới thì ngay lập tức, thân người cao lớn của lãnh thiên dục đã chặn trước mặt cô ta. Tránh ra, vô đô lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, tay bất giác nắm chặt lại. Ánh mắt của Lãnh Thiên Dục cũng lạnh lùng quét qua mặt Yodo, thật ngại quá, tôi đột nhiên muốn uống thử trà của cô pha xem tay nghề thế nào. Chúng ta đi thôi, lời vừa dứt thì đôi tay trắng như hai gọng kìm đã kẹp lấy cổ tay Yodo, mạnh đến nỗi cô muốn giãy dụa cũng không thoát được. Này anh làm gì vậy, buông tôi ra. Sao anh lại thô lỗ đến thế chứ? Yodo liều mình giãy dụa nhưng đôi tay Lãnh Thiên Dục trắng như thép nguội, bám vào cổ tay cô như hai gọng kìm, không chống đỡ được. Vô đô liền bị lãnh thiên dục kéo đi. Tiếng kêu của cô ta dần khuất sau cánh cửa phòng y tế. Trong phòng cảnh tượng lại hoàn toàn khác. Đau không? Hoàng phủ ngạn tước vừa giúp liên kiều thoa thuốc vừa hỏi. Liên kiều lắc đầu, hình như không còn đau nữa. Đâu chỉ là không đau, đầy cõi lòng đều ngọt như mật. Thật là một nha đầu yếu ớt. Hoàng phủ ngạn tước nói giọng có vẻ như trách móc nhưng không giấu được một tia sủng nịch. Em nào có yếu ớt như vậy chứ? chỉ tại ông bác sĩ đó tay nghề không ra gì làm cho người ta đau muốn chết anh thì khác liên kiều nũng nịu nói hoàng phủ ngạn tước nhướng mày khác thế nào bởi vì anh là thấy mình suýt nữa là lỡ lời làm lộ bí mật liên kiều vội đổi một cách nói khác người rất dịu dàng nghe vậy hoàng phủ ngạn tước chỉ mỉm cười không nói gì những người còn lại trong phòng y tế nhìn thấy cảnh này không ai bảo ai nháy mắt ra hiệu cho nhau rồi cùng lặng lẽ rời đi cả căn phòng chỉ còn lại liên kiều và hoàng phủ ngạn tước ánh mắt liên kiều rơi trên sườn mặt tuấn tú của hoàng phủ ngạn tước cô nhìn chăm chăm vào những đường nét rất riêng trên gương mặt anh tuấn của hắn cả cõi lòng chỉ toàn là quyến luyến cùng yêu mến không biết có phải do tâm linh có cảm ứng hay không hoàng phủ ngạn tước chợt ngẩng đầu đôi mắt đen thâm thúy nhìn sâu vào đôi mắt trong veo màu tím của cô liên kiều cũng không trốn tránh mắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn đang nhìn gì vậy Vẻ ngơ ngác của cô khiến cho Hoàng phủ Ngạn Tước thấy rất buồn cười, khóe môi đẹp như đau khắc khẽ nhếch lên, trong mắt nồng đậm ý cười. Ngạn Tước, em muốn đi dạo vườn hoa một vòng. Anh đi với em được không? Vườn hoa, Hoàng phủ Ngạn Tước nhướng mày, em như thế này còn muốn đi dạo vườn hoa. Liên Kiều yếu điều cười, em chỉ bị thương cổ tay thôi, cũng không phải bị thương ở chân sao lại không đi được chứ. Đi nha, người ta muốn đi vườn hoa hít thở không khí trong lành một chút mà thấy vẻ nũng nịu và nài nỉ của cô tim hoàng phủ ngạn tước như hóa thành nước bàn tay hắn nhẹ vỗ đầu cô cười nói nghe em chúng ta đi thôi trong vườn hoa không khí cực kỳ mát mẻ hoa thơm bướm lượn gió nhẹ trời trong khiến lòng người cực kỳ thoải mái liên kiều đang đứng nơi một góc vườn hoa xung quanh cô là những cây liên kiều tươi tốt đây là liên kiều cô khuỵu gối xuống môi nhẹ điểm một nụ cười nhàn nhạt cô vẫn còn nhớ tình cảnh lúc mình trồng những cây liên kiều này. Đây là vợ tôi trồng. Hoàng Phủ Ngạn tức cười, nhẹ giọng nói, không ngờ nha đầu em cũng thích loại cây này. Cả người liên kiều chợt trung lên, vợ của hắn trồng. Đúng vậy, là cô trồng. Nhưng trong lòng hắn bây giờ, vợ hắn lại là chị cô. Người mà từ đầu đến giờ luôn không chịu thừa nhận đứa em gái này. Hoa trăm bụt, liên kiều chợt thấp giọng thì thào. Gì chứ, Hoàng phủ Ngạn Tước không nghe rõ cô nói gì, hắn hỏi lại lần nữa. Liên Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, cô chậm rãi đứng dậy. Thực ra, nơi đây thích hợp trồng hoa trăm bụt hơn. Nó thể hiện sự tưởng niệm đối với nước Mã Lai. Trồng cây liên kiều là vì cô nhất thời khí huyết dân trào, nhưng để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong cô chính là lúc ở vườn hoa trăm bụt nhà cô ở Mã Lai, thậm chí đến giờ bên tai cô vẫn văng vẳng những lời lúc đó hắn nói với cô. Hoàng phủ Ngạn Tước không khó nhận ra nét ưu thương nhàn nhạt trong mắt cô, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một nỗi khổ sở kỳ lạ. Thì ra em cũng thích hoa trăm bụt. Vợ anh rất thích loại hoa này, đó là quốc hoa của nước cô ấy, hắn mỉm cười. Lòng Liên Kiều lại một trận đau. Sao vậy nha đầu? Hoàng phủ Ngạn Tước thấy sắc mặt cô càng lúc càng kém, liền quan tâm hỏi. Liên Kiều nhẹ nhẹ lắc đầu. Nhìn những cây những hoa ở đây em chợt nhớ đến những ngày tháng vui vẻ trước đó mà thôi. Lời của cô khiến Hoàng Phủ Ngạn tức sửng sốt, hắn không hiểu ý cô nói là thế nào. Em rất may mắn, tìm được một người đàn ông rất yêu rất yêu em, liên kiều nhìn hắn, đôi mắt màu tím trong vắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn, nhẹ giọng nói. Lòng Hoàng Phủ Ngạn tước chợt thắt lại. Một cô gái xinh xắn đáng yêu như cô đương nhiên là có người yêu rồi. Chỉ là không hiểu vì sao nghe được điều này, nghĩ đến nụ cười của cô, sự ngọt ngào của cô thuộc về một người đàn ông khác, lòng của hắn lại khó chịu đến thế chứ. Hắn yêu em không, thật lâu sau hắn mới lên tiếng, giọng khô khóc. Liên Kiều gật mạnh đầu, anh ấy yêu em, rất yêu, rất yêu. Nói đến đây cô chợt rũ mắt, không dám nhìn hắn nữa, cô sợ mình lần nữa khóc trước mặt hắn. Hoàng Phủ Ngạn tức nhìn đôi mi dày rập của cô khẽ chấp động, đôi mi như cánh quạt phe phẩy làm lòng hắn bối rối. Nếu như hắn thật sự rất yêu em Sao lại nở để em cô độc một mình chứ Hắn bước nhẹ đến Bàn tay không nghe theo sự khống chế của lý trí Đưa lên vuốt vuốt mái tóc dài của cô Ánh mắt buồn bã của cô khiến lòng hắn ẩn ẩn đau Liên Kiều ngẩng đầu nhìn hắn Đang định mở lời thì động tác ôn nhu của hắn Khiến mắt cô như bị phủ bởi một tầng sương mù Anh ấy yêu em Chỉ có điều Cô âm thầm thở dài một tiếng Dè dặt nhìn gương mặt quen thuộc của hắn Nói khẽ Anh ấy quên em rồi Hoàng Phủ Ngạn Tước giật mình. Liên Kiều thâm tình nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, đôi môi vì nhớ lại những hồi ức đẹp để ngày trước mà nhẹ câu lên. Cô thì thầm, em còn nhớ rõ những lời người đó nói với em ngày đó, cũng ở trong một vườn hoa rộng như vườn hoa này. Hắn nói gì với em, Hoàng Phủ Ngạn Tước không kìm được hỏi vội. Người đó nói em là người con gái mà người đó yêu nhất, bất luận là xảy ra chuyện gì anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh em, đời này kiếp này giọng liên kiều đã bắt đầu nghẹn ngào nhưng cô vẫn cố nén lại nói cho tròn câu như có một mũi tên bắn thẳng vào tim hoàng phủ ngạn tước nhưng hắn kiềm chế sự xung động trong lòng nhẹ nhàng hỏi tiếp vậy hắn thế nào lại quên được em một cô gái tốt như vậy người đó sao lại đành lòng quên chứ liên kiều nhìn hắn đăm đăm sau đó dịu giọng nói anh ấy cũng không muốn thế nhưng em biết anh ấy vẫn yêu em như xưa em tin rồi sẽ có một ngày anh ấy lại nhận ra em em yêu người đó đến vậy sao ngay cả khi hắn không còn nhớ em giọng của hoàng phủ ngạn tước vẫn trầm trầm nhưng lòng thì đang thắt lại đây là thế nào chứ chắc là không phải hắn đang ghen đấy chứ không đâu sao lại thế được hắn là người đàn ông đã kết hôn hơn nữa tình cảm hai vợ chồng trước nay rất tốt liên kiều nghe hắn hỏi vậy khổ sở cười một tiếng nhưng kiên định nhìn hắn nói rành rọt từng chữ em yêu anh ấy dù cho sau này anh ấy mãi mãi không nhớ được em cũng vậy Sao lại phải khổ thế Nụ cười trên môi Hoàng Phủ ngạn tức nhạt dần Thay vào đó là một nét thâm trầm Bởi vì trước đó em không hiểu được phần tình cảm này sâu đậm đến đâu Cho đến khi anh ấy không còn nhớ em là ai Lúc đó em rốt cuộc đã biết đối với em mà nói anh ấy quan trọng đến mức nào Thì ra em vẫn luôn dựa dẫm ý lại vào anh ấy Em yêu anh ấy Trong đôi mắt màu tím của liên kiệu nước mắt đã đoan trồng cho dù không có kết quả em vẫn yêu hắn hoàng phủ ngạn tước trầm giọng hỏi đúng vậy liên kiều nhìn hắn chăm chú tình ý nồng đậm trong đáy mắt tuy nước mắt đã làm đôi mắt kia mờ đi nhưng sự kiên định vẫn còn đó cô đi đến trước mặt hoàng phủ ngạn tước gương mặt xanh xao ngẩng lên nhìn hắn nói rành mạch từng chữ hơn nữa trước giờ em chưa từng hối hận nếu như em còn có cơ hội gặp được người đó lần nữa em nhất định sẽ đích thân nói với anh ấy nói gì trong một chớp mắt đó, Hoàng Phủ Ngạn tức chợt thấy cực kỳ khẩn trương. Em sẽ nói với anh ấy, em yêu anh ấy. Cho dù anh có nhớ hay quên em em cũng yêu anh như thế. Giống như trước đây anh ấy đã từng yêu em đậm sâu vậy. Em muốn cảm ơn tất cả những gì anh ấy dành cho em. Lúc này Liên Kiều không ngăn được nước mắt mình rơi nữa, những giọt nước mắt trong vắt lăn trên má cô theo từng lời cô nói rồi chậm chậm rơi xuống. Cô nói không thành lời nữa. Nhà đầu trong một chớp mắt đó, ngực hoàng phủ ngạn tước như bị ai đánh mạnh vào, hắn vừa khổ sở vừa hoang mang, nhất thời có một loại ảo giác, giống như những lời này là cô nói riêng cho hắn nghe vậy. Đêm lạnh như nước, màn đêm tối tăm làm mờ đi ánh sáng của những vì sao. Cả một đêm này hoàng phủ ngạn tước ngủ không được ngon giấc, mày vẫn luôn trao lại. Em không phải cô gái bình thường, em là người phụ nữ mà hoàng phủ ngạn tước yêu nhất. Bất luận xảy ra chuyện gì anh đều sẽ ở bên cạnh, che chở, bảo vệ cho em. Ngàn Tước, cả đời này chúng ta cũng không rời xa nhau được không? Ngoài ông nội và chị, anh là người mà em quan tâm nhất. Anh sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Liên Kiều. Hoàng phủ Ngạn Tước chợt tỉnh lại, hắn ngồi bật dậy. Trên trán đổ đầy mồ hôi. Sao giấc mộng này lại chân thực đến thế chứ? Những lời trong mộng này sao lại quen thuộc đến thế chứ? Hay là vì những lời mà cô gái kia đã nói với mình sáng nay? Hắn đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, rồi dây dây huyệt thái dương, đầu ẩn ẩn đau khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Một bàn tay mềm mại đặt trên vai hắn, sau đó dời đến trán hắn, giúp hắn dây dây huyệt thái dương. Ngạn tước, anh gặp ác mộng sao? Hoàng Phủ Ngạn tước nắm lấy bàn tay kia, xoay đầu lại nhìn vào đôi mắt màu tím của vô đồ, không hiểu sao một cảm giác xa lạ lại sinh sôi trong lòng hắn. Người phụ nữ kia là vợ hắn Sao vậy, Yodo thấy ánh mắt hắn là lạ Cảnh giác hỏi lại Không có gì, hoàng phủ ngạn tước quệ oải đáp Hắn chợt cảm thấy bản thân thật nực cười Gác lại cảm giác kỳ lạ Hắn nhẹ ông lấy vai Yodo nói Không sao đâu, ngủ đi Nằm xuống, hắn nhắm mắt lại Nhưng trong đầu vẫn thấp thoáng gương mặt nhỏ nhắn của cô gái kia Thậm chí từng lời cô nói vẫn văng vẳng bên tai hắn Gần đây mình sao thế này? Từ lúc cô gái kia đến Hoàng Phủ hắn luôn rất kỳ lạ Cả giấc mộng tối nay cũng lạ Lòng lại chợt đau Hắn biết cái tên vừa nãy trong giấc mộng kêu hắn tỉnh lại không phải là vợ mình Liên Kiều mà là Liên Kiều, nha đầu kia. Đang trầm tư suy nghĩ, một cảm giác mềm mại chợt phủ lấy môi hắn, mở mắt ra nhìn thì ra là Yodo đang chủ động hôn hắn. Liên Kiều Thấy sự buồn bã trong mắt cô, hắn vội đẩy cô ra, dịu giọng hỏi, sao vậy? Xin lỗi nha, là anh không tốt làm em thức giấc. Yodo nhìn hắn, đi thẳng vào vấn đề, ngạn tước, vừa nãy anh gọi trong giấc mơ là em hay là cô ta. Hoàng phủ ngạn tước mỉm cười, như muốn dùng nụ cười che giấu đi nội tâm đang dậy sóng của mình. Ngốc à, đương nhiên là gọi em rồi. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ngủ đi. Yodo gật nhẹ đầu, vùi đầu vào lòng hắn, đầu gác lên cánh tay cường tráng của hắn, một lúc sau cô ta ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy hắn nhắm mắt lại Gương mặt anh Tuấn trước mắt khiến cô không tự kiềm lòng được Tay, bất giác đặt lên má hắn Hoàng Phủ Ngạn tước lại mở mắt lần nữa Trong đôi mắt đen thâm thúy có một tia gì đó mà Yodo không nắm bắt được Ngạn tước, Yodo thở dài một tiếng Ôn nhu nhìn hắn, hai ngày nay ngày nào anh cũng nằm mơ Chắc là do công việc phải xử lý quá nhiều mà thôi Không sao đâu, em đừng lo lắng Hoàng Phủ Ngạn tước vuốt tóc cô nói. Sự lo lắng trong mắt Yodo càng đậm, cô ta thăm dò, trong giấc mộng, có em không? Hoàng Phủ Ngạn tước hơi sửng sốt khi nghe câu hỏi đó, hắn bật cười, ngốc à, em đang lo lắng điều gì? Yodo nghe hắn hỏi vậy, cả thân người mềm mại nhào vào lòng hắn. Ngạn tước, ông em được không? Lòng Hoàng Phủ Ngạn tước chật mềm lại, bàn tay to lớn nhẹ bá vai Yodo, ôm cô vào lòng, cầm đặt nơi đỉnh đầu cô, Nhẹ giọng nói, "Sao vậy?" "Em sợ," giọng Yodo vừa dịu dàng như nước, lại yếu đuối vô lực. "Nhà đầu ngốc, sợ gì chứ?" Hoàng phủ ngạn tức nhẹ giọng an ủi. Yodo ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy tình ý. "Ngạn tức anh không biết, lúc chưa gặp anh, cuộc đời em chỉ là một mảnh trống rỗng, không có chút ý nghĩa nào. Cho đến khi gặp được anh, yêu anh em mới có cảm giác mình đang sống. Nếu như một ngày nào đó mất đi tình yêu của anh," em thật không biết mình sẽ sống thế nào hoàng phủ ngạn tước nghe cô nói vậy lúc này mới chú ý đến đề tài mà cô muốn bàn hắn cười nhẹ ngốc à sao em lại mất đi tình yêu của anh được chứ sẽ không phải không Yodo nhìn hắn đầy thâm ý sẽ không em là vợ của anh sao anh lại không yêu em được chứ hoàng phủ ngạn tước nhẹ giọng nói mắt Yodo tràn đầy ai oán ngạn tước nếu như có một ngày anh phát hiện ra em có điều gì đó gạt anh anh sẽ không giận em chứ? Sẽ vẫn yêu em sao? Sẽ hận em không? Hoàng Phủ Ngạn tức hơi đẩy cô ra, đôi mắt đen nhìn cô không chớp, gạt anh. Em gạt anh chuyện gì? Em, em chỉ ví dụ vậy thôi, vô đô rủ mắt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hoàng Phủ Ngạn tức thở dài một tiếng, môi mỏng nhẹ câu lên, em nha, từ lúc nào thích suy nghĩ lung tung vậy chứ? Vô đô không trả lời hắn, chỉ vòng tay ôm hắn thật chặt cô ta sao lại không sợ được chứ từ một khoảnh khắc nhìn thấy liên kiều ở hoàng phủ thì cô đã biết tình cảm mà cô trộm được thời gian qua sắp không còn nữa những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh hắn cũng sẽ không còn nữa những lời cô nói vừa rồi thật ra xuất phát từ chính nội tâm cô bởi vì trước đó cô không biết chân chính yêu một người là cảm giác thế nào trước nay cũng chưa từng được cảm thụ qua cảm giác được một người yêu mình là thế nào từ khi gặp được hoàng phủ ngạn tước lòng cô không kìm hãm được mà trầm mê thật sâu Kế hoạch ban đầu chỉ là lợi dụng gián đầu thuật để đoạt đi hoàng phủ ngạn tước từ tay liên kiều như một sự trừng phạt và trả thù nhưng từ khi nhận ra mình yêu hắn, Yodo đã hạ quyết tâm, cho dù kết quả là thế nào, cô cũng sẽ theo đuổi kế hoạch này đến cùng. Bởi vì cô đã không thể nào trốn khỏi tình yêu dành cho người đàn ông này. Lần đầu gặp cô ta đã biết mình đã yêu hắn tuy rằng lúc đó trong mắt hắn chỉ có một người, người đó lại chính là Liên Kiều, em gái cô. Nếu như có thể, Yodo thật sự muốn thời gian ngừng lại ngay giây phút này để cô có thể hưởng thụ sự ấm áp từ vòng tay này. Yodo biết, hạnh phúc tạm bợ này rồi sẽ dần rời xa mình, đến lúc đó cô ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể làm gì. Chính vì thế cô ta lo lắng. Ánh mắt Hoàng phủ Ngạn Tước nhìn cô quá thâm thúy khiến cô có chút e dè. Thấy Yodo không nói gì, Hoàng phủ Ngạn Tước dịu dàng an ủi, "Ngủ đi, bằng không ngày mai sẽ thành mắt gấu trúc mất." Dạ. Yodo nằm xuống trở lại, cùng mình trong lòng hắn, tham làm hít thở mùi hương nam tính riêng thuộc về hắn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng sáng chiếu nghiêng qua cửa sổ phòng ngủ, soi bóng một người phụ nữ an ổn nằm ngủ trong lòng người đàn ông nhưng người đàn ông thì không cách nào ngủ được. Đầu óc hắn chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Thời gian từng giây từng phút chậm rãi trôi, đã hơn một giờ rồi nhưng Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn không ngủ được. Hắn dứt khoát đẩy nhẹ Yodo đã sớm ngủ say ra, giúp cô đắp chăn cẩn thận rồi bước ra khỏi phòng đã ngủ không được thì chẳng bằng không ngủ dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đợi mất ngủ cứ thử cảm giác của một đêm dài đằng đẵng xem thế nào hoàng phủ ngạn tước thầm nhủ hắn đi vào thư phòng rót cho mình một ly rượu đỏ rồi bước đến bên cửa sổ mở cửa ra vừa ngắm cảnh đêm vừa thưởng thức gió đêm đưa hương hoa nhàn nhạt thổi vào trong phòng khiến tâm tình đang phiền não của hắn tốt lên một chút thoải mái một chút Chậm rãi vừa nhấp một ngụm rượu đỏ vừa nhìn bầu trời đêm xa xa nhưng tự dưng hắn cảm thấy, rượu đỏ hôm nay không hợp khẩu vị cho lắm, quá nhạt. Cũng may trong tủ rượu vẫn còn mấy bình rượu mạnh. Uống rượu mạnh là thói quen của Lãnh Thiên Dục, xem ra hắn sắp bị tên kia dạy hư mất rồi. Mấy ngày nay vì có Thiên Dục mà trong tủ rượu của hắn, số lượng rượu mạnh tăng lên đáng kể, hơn nữa chính hắn cũng dần yêu cái cảm giác mãnh liệt khi hớp một hớp rượu mạnh. Lại rót cho mình một ly rượu mạnh. Hấp một ngụm lớn, Hoàng phủ Ngạn Tước nhắm mắt hưởng thụ cảm giác nóng cháy khi từng giọt rượu chảy qua cổ họng mình, cảm giác phiền não đã trôi đi không ít. Hắn bước đến gần cửa sổ, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía vườn hoa. Hắn còn nhớ như in dáng vẻ yếu đuối và bất lực của cô gái kia khi đang ngồi khóc nơi nhà kính vườn hoa, cũng nhớ không sót lời nào cô đã nói với mình buổi sáng nay. "Đáng chết." Cô gái đó vốn không phải nói những lời đó cho hắn nghe mà là cho người đàn ông mà cô yêu nghĩ đến đây lòng hoàng phủ ngạn tước lại dâng lên một nỗi phiền não hắn bất chợt cho mày không biết là đang giận bản thân hay giận ai bất ngờ một bóng dáng nho nhỏ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt khiến hắn có chút ngỡ ngàng tưởng mình vẫn còn đang nằm mộng hoàng phủ ngạn tước hơi sững người nhìn kỹ lại lần nữa đúng vậy không phải hắn say cũng không phải đang nằm mơ đúng là cô gái đó khuy như vậy cô còn chạy đến vườn hoa làm gì không suy nghĩ nhiều hắn nửa cổ uống cạn số rượu còn lại trong ly, đặt chiếc ly không xuống rồi đôi chân không theo sự khống chế của mình bước nhanh ra khỏi phòng khách, đi về hướng vườn hoa. gió đêm không ngừng thổi rào rạt, giữa màu trắng của hoa, bóng dáng liên kiều nhỏ nhắn ngồi co ro trên chiếc băng ghế gỗ như một linh hồn chưa tìm được nơi trú ẩn, nhìn thấy thật không đành lòng. dường như cảm giác được trong không khí có mùi lạ nhàn nhạt theo gió bay tới. Liên Kiều ngẩng đầu lên nhìn rồi như không tin vào mắt mình khi thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước không biết từ lúc nào đang đứng bên cạnh nhìn mình từ trên cao, ánh mắt thâm thúy mang theo một tia nghi hoặc. Ngạn Tước Liên Kiều đứng bật dậy, trong đôi mắt màu tím tràn đầy kinh ngạc lẫn mừng rỡ. Cô chỉ là vì không ngủ được nên mới đến đây đi dạo cho khuây khỏa, thật không ngờ, ngay tại đây, ngay tại lúc cô không chờ mong nhất lại gặp được hắn. Thực ra, ngủ không được là vì trong lòng cô cực kỳ khổ sở. Mỗi lần nghĩ đến hắn đang ôm một người phụ nữ khác chìm vào giấc ngủ là ruột gan cô như bị cắt thành từng đoạn, máu tươi từng giọt từng giọt chảy, khổ sở đến không thể hô hấp. Trước giờ cô không biết, thì ra đau xé lòng là cảm giác thế này. Thế mà, hắn giờ này lại không ở trong phòng chăn êm đệm ấm lại chạy đến xuất hiện trước mắt cô. Liên Kiều dùng sức dụi mắt như không thể tin được. Nhưng đúng vậy, Hoàng phủ ngạn tức thật sự đang đứng ở trước mặt cô. Ngạn tước, rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, liên kiều chạy như bay đến nhào vào lòng hắn. Trăng lạnh, gió mát hoa thơm, không gian huyển hoặc, tình cảm thế này thật dễ khiến người ta trầm mê. Cơ thể mềm mại của cô gái trong lòng hắn đang run rẩy như đóa hoa trong gió khiến hoàng phủ ngạn tước lúc này mới cảm nhận được hết câu nói rượu không say người người tự say, không kìm lòng được. Hắn đưa tay ông chặt lấy cô, để cho mùi hương thanh mát từ người cô ngập tràn khoan mũi hắn càng làm hắn say thêm một phần. Ngạn tước, anh đến đây là để gặp em sao? Sao anh lại ở đây giờ này được chứ? Tay liên kiều vòng qua người hắn, ông thật chặt như chỉ sợ vừa buông tay ra thì hắn sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình vậy, dáng vẻ yếu đuối đến đáng thương. Anh ở trong phòng sách nhìn thấy em ở đây nên đến thôi, giọng nói trầm ấm của Hoàng Phủ Ngạn tước vang bên tai cô, mang theo một nỗi triều mến mà chính hắn cũng không hiểu là vì sao. Liên Kiều ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt màu tím sáng long lanh. Em biết em biết mà anh vẫn còn quan tâm em không để đầu óc mình suy nghĩ điều gì khác cô chuyên tâm hưởng thụ cảm giác ân cần ấm áp từ hắn yên ổn tựa vào thân thể cường tráng của hắn như một chú chim nhỏ tìm được nơi tránh bão cảm giác này thật tốt quá chẳng khác gì ngày xưa đêm đã về khuya hương hoa làm say cả hai người thời gian cùng không gian dường như ở giữa họ phóng đại đến vô hạn đồng thời cũng thu nhỏ đến vô hạn trong mắt hai người giờ này trừ bỏ lẫn nhau vẫn chỉ còn lại lẫn nhau. Không gian phản phất tản ra một thứ hạnh phúc nhàn nhạt nhưng đồng thời cũng có một thứ bi thương sâu sắc quẩn quanh giữa hai người. Ngạn tước. Cả người liên kiều hơi run rẩy, sự kích động cùng sợ hãi dặn xé trong nội tâm cô. Người đàn ông mà mình yêu thương giờ đang ôm chặt mình, mấy ngày khổ sở vừa qua, lần đầu tiên cô cảm nhận được hạnh phúc. Anh nhớ lại em rồi sao? Hay là vẫn quên? Dù sao cũng xin anh đừng bỏ rơi em, được không? Cô nỉ non lên tiếng. Tay hoàng phủ ngạn tức chợt vương ra nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, ánh mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Em vừa nói gì vậy? Hắn nói nhỏ nhưng không giấu sự khó hiểu. Nếu như vừa rồi hắn không nghe lầm thì chính là cô đang hỏi hắn có nhớ lại cô hay chưa? Là ý gì chứ? Liên Kiều cắn môi, thầm thở dài một tiếng, vừa nãy ý loạn tình mê cô nhất thời quên mất nên nói lỡ lời mất rồi, chị đã từng nhắc nhở cô tuyệt đối đừng để lộ bất cứ điều gì, bằng không ý thức của Hoàng Phủ Ngạn Tước sẽ càng hỗn loạn. Nhưng, cô thật sự không thể kiềm chế được lòng mình. Ngạn Tước, ý em là... Cô ngẩng đầu để hắn nhìn thẳng vào mắt mình, trong mắt không giấu được tình ý miên man. em muốn anh yêu em. Nói dứt lời, cô nhón chân, chủ động vòng tay qua cổ hắn, run rẩy nhưng kiên định, nhẹ áp môi mình lên môi hắn. Gió đêm xào sạc thổi qua kẻ lá, thật nhẹ như không muốn phá vỡ khoảnh khắc âu yếm của đôi nam nữ. Thân hình cao lớn của Hoàng phủ Ngạn Tước như cứng lại, lý trí bảo hắn phải đẩy cô ra nhưng môi cô ngọc ngào như vậy, cảm giác hôn cô tốt đẹp như vậy giống như ngay từ đầu cô vốn là thuộc về hắn vậy. Ngạn Tước liên kiều nỉ non kêu tên hắn, âm thanh đầy dụ hoặc như đang mời mọc. Bàn tay đang bám bên eo chợt thêm sức, Hoàng phủ Ngạn Tước rốt cuộc không khống chế nổi khát vọng, bắt đầu biến bị động thành chủ động, thân thể cao lớn cúi xuống, hoàn toàn đem cô vây trong không gian của riêng hắn. Trước khi Hoàng Phủ Ngạn tước ý thức được chính mình đang làm gì thì môi hắn đã đáp xuống môi cô. Nụ hôn mang theo một sự bá đạo rất riêng của hắn, hoàn toàn không phải qua loa cho có mà mang đầy tính công kích, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng cô, đoạt đi sự ngọt ngào từng chút một, tận tình cuốn quyết chiếc lưỡi thơm tho, hơi thở nam tính mãnh liệt xâm nhập vào từng tế bào của cô. Liên Kiều nhắm mắt lại để mặc cảm giác mãnh liệt từ nụ hôn cuốn cô đi, ngạn tước, ngạn tước của cô, người đàn ông mà cô yêu nhất cô gái trong lòng mềm mại mà đầy quyến rũ khiến hoàng phủ ngạn tước càng khó mà kiềm chế được sự yêu kiều của cô sự ngọt ngào của cô cả những rung rẩy mang đầy cảm xúc tất cả tất cả dường như sinh ra là để dành cho riêng hắn nhất thời hoàng phủ ngạn tước bị cảm giác quen thuộc này làm cho chấn động cái cảm giác mà người phụ nữ đang ngủ trong phòng kia không thể mang đến cho hắn bàn tay bất giác ông cô càng chặt một tay đỡ lấy gáy cô liên kiều Hơi thở của Hoàng Phủ Ngạn Tước bắt đầu hỗn loạn, đôi môi mang theo một nỗi khát vọng không nói thành lời cường hãn áp xuống lần nữa, đem đôi môi non mềm của cô áp về phía hắn, nụ hôn giống như lửa nóng quét về phía cô. Cả người liên kiều chợt trung lên. Hắn đang gọi tên mình, có phải hắn biết người hắn muốn là mình mà không phải liên kiều kia không? Hô hấp trong một giây chợt trở nên gấp gáp. Đầu lưỡi hắn tiến quân thần tốc vào khoang miệng, lúc thì cùng nhiệt dây dưa, lúc thì quyến luyến nhắm nháp khiến cô căn bản là không thể chống đỡ được, chỉ có thể bất lực thở dốc, tim liên kiều đập thình thịch trong lòng ngực, một nguồn nhiệt nóng từ môi lan khắp cả khuôn mặt khiến nó trong chốc lát nóng rực như thiêu đốt, sau đó nguồn nhiệt đó dần lan tỏa khắp toàn thân, nụ hôn truyền miên của hắn dễ dàng khơi dậy ham muốn sâu kín nhất của hai người, khiến nhiệt độ xung quanh cô trong phút chốc tăng cao. Trời ạ, à, người đàn ông này nhất cử nhất động của hắn đều khiến cô không thể kềm lòng được cả người liên kiều mềm nhũn trong vô thức cô hôn trả hắn chiếc lưỡi thơm tho chủ động cùng hắn giao truyền tuy từng cử động đều hết sức dè dặt trúc trắc nhưng cũng đủ khiến cho thân thể người đàn ông cứng lại bàn tay to nóng rẫy của hắn trượt xuống lưng liên kiều nhẹ nhàng vuốt ve khiến hô hấp của cô càng lúc càng gấp một tay kia trượt đến trước ngực cô khi bàn tay nóng như lửa tiếp xúc với vùng ngực đầy đặn của cô liên kiều không kiềm chế được khẽ trên một tiếng ngạn tước anh nhớ lại rồi phải không trong lòng Liên Kiều tràn ngập chờ mong, cô biết đây là chuyện rất khó xảy ra nhưng những giọt nước mắt kích động vẫn trào ra từ khóe mắt. Hai tay của Hoàng Phủ Ngạn tước nhẹ vuốt ve đôi gò má đẫm nước mắt, một giọt lệ nóng vừa vặn rơi trên mu bàn tay hắn, lòng hắn trong nháy mắt như bị phỏng, sôi trào không thôi. Hắn đẩy nhẹ cô ra, chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ở rất gần trong tầm mắt. Đáng chết! Là hắn làm cho cô khóc sao? Ngón tay thô ráp nhẹ vuốt má cô, Động tác đơn giản nhưng mang theo vô hạn triệu mến giúp cô lau đi từng giọt nước mắt khổ sở. Cô không nên khóc không phải sao? Cô nên thường xuyên nở nụ cười mới đúng. Ngạn Tước cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn đang đặt trên má mình, liên kiều nhẹ áp tay mình lên đấy, dè dặt nhìn hắn. Anh yêu em, người anh yêu là em, phải không? Cô không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu, nhìn thấy người đàn ông mình yêu ngay trước mặt nhưng cái gì cũng không thể nói không thể bày tỏ, đây là một chuyện thống khổ đến cỡ nào chứ? Liên Kiều Động tác trên tay Hoàng Phủ Ngạn tước chật ngưng lại, hắn nhìn cô, trong đáy mắt vạn phần bất an. Hắn yêu cô sao? Có lẽ là vậy. Ít ra đó là điều mà nội tâm hắn đang gào thét nhưng cô không phải là vợ hắn. Cảm giác rối ren này khiến hắn nhất thời không biết phải làm sao. Ngạn tước, Liên Kiều nhìn hắn đăm đăm, ánh mắt cực kỳ kiên định. Em, yêu anh. Ba chữ này rõ ràng rành mạch lọt vào tai hắn bởi vì cô nói một cách rất dũng cảm lại hết sức tự nhiên, như đã nói điều này trăm ngàn lần rồi vậy. Lời yêu dịu dàng thốt ra lại khiến cho tim hoàng phủ ngạn tước trung động mãnh liệt, hắn nhìn cô gái đang ủ trong lòng mình, cảm giác quen thuộc lại tràn về. Trong tiếng thở dài thật nhẹ thoát ra từ trên môi, hắn cúi người xuống lần nữa, tay nâng cầm cô lên, nghe theo tiếng gọi từ đáy lòng mình và một cảm giác trung động kỳ lạ đặt một nụ hôn cực kỳ triều mến lên môi cô một đêm như thế này thật dễ khiến người ta say càng khiến người ta có một loại cảm giác chân thật đến không thể trốn tránh liên kiều hơi ngửa đầu đón nhận nụ hôn của hắn dịu dàng lại bá đạo lại mang theo một chút thương tiếc thật giống những ngày xưa sao trước đây cô lại có thể cho hắn yêu cô là lẽ đương nhiên chứ sao cô lại có thể thản nhiên thừa nhận tình yêu đó mà không có chút hồi báo chứ ngay lúc này cô mới thực sự nhận ra người đàn ông này có vai trò quan trọng đến mức nào trong lòng mình rời môi cô nhưng hắn vẫn quyến luyến ông cô thật chặt nước mắt lại lần nữa tràn đầy hốc mắt lần này là vì cảm động và tự trách nha đầu ngốc hoàng phủ ngạn tước đau lòng thốt lên nước mắt của cô như những mũi kim không ngừng đâm vào tim hắn ngạn tước anh yêu em sao liên kiều rủ mi cô không dám nhìn hắn cũng không dám ngẩng mặt lên để hắn nhìn thấy biểu tình của mình lúc này yêu như ngày nào sao cô âm thầm bổ sung câu sau một tiếng thở dài khe khẽ từ hắn khiến Liên Kiều không thể không mở mắt nhìn. Khi ánh mắt cô tiếp xúc với ánh mắt phức tạp thâm thúy của hắn, tim cô lại không tự chủ được mà đập điên cuồng trong lòng ngực. Ngạn tước, sao anh không trả lời em? Thấy hắn không nói gì, Liên Kiều thắc thỏm hỏi, hồi hộp như một tội nhân đang chờ đợi sự phán quyết. Bàn tay hắn vẫn quyến luyến không rời khỏi đôi gò má cô, nhưng ánh mắt chợt xẹt qua một tia ảm đạm. Nha đầu, đừng vì anh mà làm lỡ tình yêu của em. Giang nàng nói ra câu này xong Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì thêm nữa, lòng hắn khó chịu như bị ai đâm một nhát. Liên Kiều sững sờ, đôi mắt màu tím trận to nhìn hắn, nước mắt đã làm mắt cô như phủ bởi một lớp sương mù. Ngạn Tước, em, em không hiểu anh đang nói gì. Ý hắn là sao chứ? Hắn chính là tình yêu của cô, không phải sao? Vậy thì vì hắn làm lỡ cái gì? Nét mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước đầy khổ sở. Anh là người đàn ông đã có gia đình anh không thể cho em được gì hết liên kiều sửng sốt nhìn hắn đôi môi khẽ run em biết anh là người đã kết hôn em sao lại không biết chứ bởi vì em chính là vợ anh mà cô ngầm nói thêm một câu lòng đau đau quá cái cảm giác đau đớn quen thuộc này lần nữa chạy xuyên suốt toàn thân giống như năm mười tuổi đó bị cha mẹ bỏ rơi nhưng mà nỗi đau bây giờ còn đau đớn hơn nhiều là hắn nói hắn sẽ mãi ở bên cạnh cô vĩnh viễn sẽ không giống như cha mẹ bỏ rơi cô đúng vậy hắn đúng là đang thực hiện lời hứa đó chỉ có điều đối tượng không phải là cô mà là một người phụ nữ khác số phận thật thích trêu người chẳng lẽ ông trời thật sự muốn lấy đi hạnh phúc trong tay cô sao liên kiều sự yếu ớt vô lực của cô khiến trong lòng hoàng phủ ngạn tước chợt có một cảm giác tội lỗi hắn nhẹ giọng gọi tên cô dù không biết tiếp theo nên nói cái gì cũng không biết làm thế nào để bình ổn cảm giác khó chịu kỳ lạ trong lòng liên kiều càng run rẩy mạnh hơn ngay cả ngón tay cũng dần trở nên lạnh như băng cô phải làm thế nào mới có thể khiến hắn nhận ra cô mới thực sự là liên kiều vợ hắn đây xin lỗi xin lỗi hoàng phủ ngạn tước ông cô vào lòng một lần lại một lần thốt lên câu xin lỗi bên tai cô hắn cũng không biết vì sao lại phải nói xin lỗi nhưng trong tiềm thức hắn cảm giác được mình làm điều gì đó tổn thương cô cô gái trong lòng hắn không phải vợ hắn nhưng lại mang lại cho hắn cái cảm giác quen thuộc và thân thương như đã cùng nhau rất lâu rồi vậy nếu như có thể hắn thật muốn cứ thế này ông cô mãi ánh trăng lặng lẽ soi bóng xuống hai người nhưng khung cảnh lãng mạn dưới trăng này rất nhanh đã không thuộc về riêng hai người nữa mãi chìm trong thế giới của mình hai người hoàn toàn không để ý đến một bóng người không biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện nơi cửa vườn hoa không lâu sau đó lại có thêm một bóng người nữa Tôi thật không ngờ cô có thể bình tĩnh xem đến bây giờ Giọng của mặt di nhiễm dung tuy nhỏ nhưng trong đêm tĩnh lặng rơi vào tai cô gái đứng phía trước nghe rất rõ ràng Yodo không ngoảnh đầu lại, chỉ có giọng nói âm trầm vang lên Tôi cũng không ngờ cô kiên trì canh giữ ở đây đến giờ này Vì sao còn chưa ra tay, mặt di nhiễm dung đột nhiên hỏi một câu Yodo liếc mắt nhìn về hoàng phủ ngạn tước đang đứng xa xa kia đôi mắt màu tím như phủ bởi một lớp sương mụ nhưng trong chớp mặt đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như cũ cô ta xoay người lại nhìn mặt di nhiễm dung đang đứng phía sau môi câu lên một nụ cười cô muốn nói gì đây nôn nóng như vậy thật không giống cô nha mặt di nhiễm dung nhìn cô lạnh nhạt trả lời đừng làm như cô hiểu tôi lắm vậy vô đô lạnh lùng cười sau đó bồi thêm một câu người đời thường là như thế cứ muốn đi tìm hiểu tâm tư của người khác chỉ đáng tiếc, ngay cả tâm tư của chính mình còn không hiểu thì làm thế nào đi hiểu tâm tư của người khác chứ. Nói xong liền tiêu sái cất bước đi về phía biệt thự. Rốt cuộc cô muốn làm gì, mặc di nhiễm dung nhìn theo bóng lưng cô, sốt ruột hỏi. Bước chân vô đô hơi ngừng lại cô hơi ngoảnh đầu lại, thực ra tối nay cô một mực theo sau lưng tôi không phải là vì sợ tôi làm gì em cô sao. Nhưng cô cũng thấy rồi đó, tôi vốn không xem cô ta ra gì cho dù bây giờ hai người đó đang ôm nhau thì sao chứ cô hỏi tôi muốn làm gì sao đơn giản thôi tôi muốn trở về phòng ngủ tiếp được chứ mặt di tiểu thư tôi hỏi lại cô lần nữa cô theo hoàng phủ tiên sinh đến vườn hoa vốn là muốn xem hoàng phủ tiên sinh sẽ phản ứng như thế nào giờ cô đã thấy rồi sao vẫn chưa ra tay mặt di nhiễm dung bởi vì không hiểu điểm này nên đã bắt đầu sốt ruột sao vậy muốn tôi ra tay đến vậy sao vô đô cười khẩy Đừng quên lúc tôi hạ gián đầu cũng là lúc cô phải nghĩ cách phá giải lại còn phải hao phí công lực, cô lo cho mình thì tốt hơn. Thật là đồ ngốc. Cô. Mặc gì, không phải là cô luôn muốn biết thời hạn tôi đặt ra cho lần hạ gián kia sao? Vậy tôi nói cho cô biết. Giọng nói của đô thật bình thản nghe không ra có chút cảm xúc nào, 24 giờ. Các người chỉ còn 24 giờ nữa. Trong chớp mắt nỗi sợ hãi lẫn kinh ngạc cùng ập đến với mặt di nhiễm dung. Sao lại nói cho tôi biết? Bất kỳ gián đầu sư nào cũng không ngu xuẩn đến nỗi cho đối phương biết thời gian giới hạn, vì sao cô ta lại làm vậy? Tùy cô, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, chừng như chẳng hề có ý muốn giải thích thêm, càng không muốn nói thêm gì nữa, vô đô nhàn nhạt nói một câu không đầu không đuôi rồi bước đi. Mặt di nhiễm dung trao chặt mày, một cơn gió đêm thổi qua khiến toàn thân cô lạnh run chính đang lúc cô lòng đầy nghi vấn thì yodo chợt ngừng bước xoay người lại nhìn cô bằng một ánh mắt phức tạp khó mà nắm bắt được cô và liên kiều thật đáng thương cô ta bởi vì có cô và ngạn tước mà may mắn hay đau khổ còn chưa rõ mà cô thì cũng chẳng khác gì mặt di nhiễm dung nhất thời sửng sốt cô nói vậy là có ý gì yodo không nói gì thêm chỉ cười khẩy một tiếng lần này không hề ngoảnh đầu lại bỏ lại một mặt di nhiễm dung ngơ ngác đứng đó lòng đầy nghi hoặc đêm thật dài ánh trăng chiếu xuống bóng dáng cao lớn của hoàng phủ ngạn tước khiến nó càng dài thêm khi hắn từ vườn hoa trở lại phòng ngủ vừa đẩy cửa bước vào đập vào mắt hắn là hình ảnh Yodo đô đang ngồi bất động trên giường vừa giống như đang đợi hắn trở lại lại giống như đang suy nghĩ điều gì ánh trăng soi một bên sườn mặt của cô khiến gương mặt cô càng thêm phần xinh đẹp nhưng lại mang theo một nỗi sầu muộn khiến người ta thấy mà đau lòng sao em lại thức giấc rồi hoàng phủ ngạn tước thấy cô hơi sửng sốt một chút rồi bước nhanh đến, ôn nhu hỏi. Vô đô ngẩng đầu nhìn hắn, ánh trăng chỉ chiếu được một bên mặt cô, cô điềm tĩnh nhìn vào đôi mắt đen thẳm của hắn, đôi mắt thâm thúy mê người nhưng lại mang theo một sự xa cách gần như không thể tiếp cận. Vĩnh viễn xa cách. Cho dù hiện giờ cô đã là người phụ nữ bên cạnh hắn, Hắn đối xử với cô luôn dịu dàng chu đáo nhưng luôn có một khoảng cách mà cô không thể xóa bỏ được, càng muốn đến gần thì lại càng xa xôi chẳng lẽ chỉ có liên kiều mới có thể khiến hắn vui vẻ thực sự? Nghĩ gì vậy? Ngủ không được sao? Hoàng Phủ Ngạn tước thấy cô không nói gì chỉ lặng lặng nhìn mình, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi ấy nấy, hắn thở dài một tiếng, bước đến ông cô vào lòng. vô đô khép mắt lại, lặng lặng hít thở mùi hương của riêng hắn, người đàn ông này, cô yêu hắn như vậy, có lẽ cả đời này cũng không thể quên. Anh sẽ quên em sao? Cô hỏi, giọng thật nhỏ nghe qua chỉ như gió thoảng. Hoàng Phủ Ngạn tước sửng sốt, hắn lại nhớ đến những lời cô gái nói trong vườn hoa. Sao đột nhiên lại hỏi vậy? vô đồ dán mặt mình sát vào ngực hắn, hàng mi dài bởi vì tâm tư bất an mà hơi rung động, không có gì, chỉ là tự dưng cảm thấy thế sự vô thường. Một người muốn quên một người là một chuyện thật dễ dàng nhưng cũng thật khó khăn, mâu thuẫn lắm phải không? Bất chợt Hoàng Phủ Ngạn tước nâng cầm cô lên, nhìn vào mắt cô suy nghĩ lung tung gì vậy trong bóng đêm môi yodo câu lên một đường cong mê cười nhưng trong ánh mắt đầy vẻ tịch mịch ngạn tước trên người anh có mùi thơm của hoa nha câu nói như vô tình lại như có ý của yodo khiến hoàng phủ ngạn tước chột dạ trong câu nói của cô nghe không ra có ý trách móc cũng không có chút tức giận nào nhưng mang theo một nỗi buồn nhàn nhạt càng khiến cho hoàng phủ ngạn tước có chút tự trách vì những hành vi lúc nãy của mình tay yodo áp lên má hắn dè dặt vuốt ve những đường nét trên gương mặt anh tuấn mê người của hắn mang theo vô hạn quyến luyến anh yêu cô ấy sao phải vậy không cô hỏi rất nhẹ nhàng nhưng nghe vậy thân hình hoàng phủ ngạn tước chợt cứng đờ ngạn tước lòng vô đô như chìm xuống đấy cái cảm giác này thật đau đớn trốn không thoát số mệnh đã định sẵn cô trốn không thoát khỏi tay hắn nhưng đây là kết quả mà cô đã đoán được trước không phải vậy sao chỉ là Trước khi thời khắc đó đến, cô tuyệt đối không thể chùng bước. Bởi vì cô đã yêu người đàn ông này đến không còn thuốc chữa nữa rồi. Thấy vẻ đau khổ trong đôi mắt cô, sự ấy nấy lại dâng lên trong lòng Hoàng phủ Ngạn Tước, hắn nói khẽ: "Xin lỗi em." Yodo ngồi thẳng dậy, nhìn hắn hỏi nhỏ: "Câu xin lỗi này của anh là bởi vì, câu trả lời của anh là phải sao?" Dù đau khổ nhưng cô không thể không hỏi một lần cho rõ. Nếu như có thể, Yodo cảm thấy mình chẳng thà ngu ngốc một chút. Ngón tay hoàng phủ ngạn tước nhẹ vuốt má cô, hắn nhìn cô đăm đăm. trong bóng đêm, đôi mắt hắn vẫn tin tường như hai vì sao, anh, đúng là đã yêu cô ấy. Lòng, chợt đau quá. Yodo bất giác đưa tay chặn nơi ngực như muốn xoa dịu cơn đau đó, ngay cả hô hấp cũng trở nên thật khó khăn. Xin lỗi em. Hoàng phủ ngạn tước ông cô vào lòng lần nữa, sự ấy nấy trong mắt càng nồng đậm, em là vợ anh, yên tâm đi, anh và cô ấy sẽ không có gì đâu. Cũng là lúc hắn nên tỉnh táo lại rồi. Người hắn nên yêu, nên để tâm đến phải là liên kiều hắn đang ôm trong lòng kia chứ không phải là liên kiều hay khóc đó. Nhưng không hiểu sao, ngay cả hắn cũng không thuyết phục được chính mình rằng những lời kia là xuất phát từ đáy lòng chứ. Yodo làm sao mà không cảm nhận được điều đó, nhưng cô tình nguyện tin tưởng lời hắn nói là thật, khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười nhàn nhạt, cánh tay nõn nà vòng ông lấy hắn, giọng nói mang theo vô hạn khẩn cầu ngạn tước thật lòng yêu em được không chỉ cần một giây phút thôi cũng đủ nghe giọng nói khổ sở của cô lòng hoàng phủ ngạn tước càng thêm bất an hắn nhẹ nâng mặt cô lên nhìn sâu vào mắt cô liên kiều xin lỗi em tối nay đã khiến em đau lòng nhưng sẽ không vậy nữa đâu anh sẽ hết lòng vì em sẽ không có chuyện như tối nay nữa đâu nói xong hắn chủ động giặt môi mình lên đôi môi run rẩy của cô cả người vô đô run rẩy kịch liệt một giọt nước mắt nhẹ lăn trên má cô ta rồi lặng lẽ tan đi không còn dấu tích em gái em bây giờ chỉ còn thời gian một ngày qua hôm nay rồi sẽ không còn cơ hội nữa đâu trong phòng của liên kiều mặt di nhiễm dung hết đi tới lại đi lui nói trời còn rất sớm khi liên kiều vẫn còn chìm trong giấc mộng mộng về tỉnh cảnh lãng mạn cảm động tối qua thì mặt di nhiễm dung và thượng quan tuyền còn có hoàng phủ anh ba người như đã hẹn trước cùng lúc xông vào phòng cô gọi cô thức dậy chị chị nói gì vậy cái gì mà chỉ còn thời gian một ngày liên kiều vừa đưa tay dụi đôi mắt nhập nhèm vừa hỏi thượng quan tuyền ngồi xuống bên cạnh cô sốt ruột nói liên kiều chị không biết sao cái cô vô đô đó thời hạn cuối cô ta hạ gián chính là nửa đêm nay cũng tức là nói chỉ cần qua nửa đêm nay ngạn tước sẽ hoàn toàn thuộc về cô ta. Liên Kiều trận to mắt đứng bật dậy, chị, thật vậy sao? mặc di nhiễm dung nhẹ gật đầu, đúng vậy, là cô ta chính miệng nói với chị. Liên Kiều sững sờ một lúc rồi mới hỏi lại, chị ta chính miệng nói với chị sao? Sao lại như thế? Tuy cô không hiểu biết nhiều về gián đầu thuật nhưng cô biết một gián đầu sư thông thường không có khả năng nói cho người khác biết thời hạn cuối bằng không đối với chính mình rất bất lợi. Phải đó chị Nhiễm Dung, vô đô lúc nào cũng có vẻ thù địch đối với chúng ta, sao lại tốt bụng như vậy nhắc nhở chúng ta chứ? Em thấy nói không chừng là cô ta đang nói dối thôi. Hoàng Phủ Anh cho mày nói. Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ lắc đầu, không đâu. Cô ta không cần đem thời hạn cuối này nói đùa với chúng ta. Thượng Quan Tuyền suy nghĩ một chút rồi hỏi, vậy có phải là cô ta quá tự tin không? Cô ta nghĩ cho dù đem thời hạn cuối nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng không làm gì được cô ta. Liên Kiều nghe vậy gật đầu liên tục. Đúng đó, đây là cách giải thích duy nhất cho hành động kỳ lạ của cô ta. Mặc Di Nhiễm Dung ngồi xuống sofa, gương mặt vẫn chưa giãn ra nhưng cô không nói gì. Chị, lòng đầy hoang mang, Liên Kiều đi đến trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi: Em biết vì chuyện của em mà khiến mọi người lo lắng, không sao đâu. Có chuyện gì chị cứ nói thẳng với em được không? Vì ngạn tước, vì chính mình em nhất định sẽ chống đỡ đến cùng. Thấy cô nói một cách đanh thép như vậy mặt di nhiễm dung mỉm cười nhẹ vỗ vỗ đôi gò má trắng nõn của cô nói em đã làm tốt lắm rồi em gái trải qua chuyện lần này chị mới biết tình cảm của em và hoàng phủ tiên sinh thật sự rất sâu đậm nha liên kiều ngượng ngùng cười chị chị biết không tuy bây giờ còn chưa biết kết quả nhưng em vẫn cảm thấy rất hạnh phúc cảm thấy hạnh phúc mặt di nhiễm dung nghe cô nói vậy nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu chồng em rất nhanh có thể sẽ thành chồng của một người khác em nên cảm thấy khổ sở mới đúng chứ không đâu là hạnh phúc liên kiều nhìn cô bằng ánh mắt kiên định tuy em đã trải qua cảm giác khổ sở khi ngạn tước không nhận ra em tất cả mọi người trong hoàng phủ đều không nhận ra em đều xem em là người xa lạ nhưng mà bên em vẫn còn rất nhiều người quan tâm em có chị tiểu tuyền còn có anh anh nữa đương nhiên là còn có lãnh đại ca lúc nào cũng luôn quan tâm bảo vệ sự an toàn của em Em nghĩ nếu như không bởi vì lo lắng cho sự an nguy của Quý Dương và Thiếu Đường thì họ chắc chắn cũng sẽ đến giúp em. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến em thấy mình là người rất hạnh phúc rồi. Hơn nữa tối qua ngạn tước đối với em rất ôn nhu, rất tình cảm nha, cái cảm giác này, ừm, thật giống như ngày xưa. Em tin anh ấy nhất định sẽ nhận ra em, nhất định sẽ yêu em. Lúc này Thượng quan Tuyền mới mỉm cười nói, đương nhiên rồi, ngạn tước yêu nhất là liên kiều nhà chúng ta nha em cũng không tin ông trời tàn nhẫn như vậy nở chia cắt hai người yêu nhau đúng vậy đúng vậy ánh mắt anh ngạn tước nhìn liên kiều không giống với nhìn vô đô nha hơn nữa chúng ta ai cũng cảm giác được anh ngạn tước rất quan tâm liên kiều em nghĩ chuyện này nhất định sẽ có cơ hội chuyển nguy thành an hoàng phủ anh cũng nói như đinh đóng cột cảm ơn mọi người liên kiều cảm động đến không nói thành lời chỉ có thể vòng tay ông chặt lấy hai cô gái dùng hành động để thể hiện tình cảm của mình Mặt di nhiễm dung thấy nụ cười rạng rỡ của cô cũng yên tâm Mấy lần mấp máy môi định nói lại thôi Chị, chị có phải có điều gì muốn nói với em không? Liên Kiều thấy vậy vội hỏi Mặt di nhiễm dung thở dài một tiếng Em gái, thực ra tối hôm qua lúc em và Hoàng Phủ Tiên sinh ở trong vườn hoa Dô Đô cũng nhìn thấy Liên Kiều, Thượng quan Tuyền cùng Hoàng Phủ Anh cùng ngây ngốc tại chỗ Chị, chị nói là cô ta nhìn thấy ngạn tước Đừng, hôn em sao? ngoài sự kinh ngạc còn có một nỗi xấu hổ khiến mặt cô đỏ ửng. Mặt di nhiễm dung nhẹ gật đầu, trong đáy mắt hiện lên một nỗi nghi hoặc. Liên Kiều bùng miệng che đi một tiếng kêu kinh ngạc, đôi mắt màu tím mở to nhìn cô. Trời à, Hoàng Phủ Anh cũng ngạc nhiên hỏi lại, vậy, vậy cô ta có làm gì anh ngạn tước hay Liên Kiều không? Chắc là không có đâu. Sáng sớm hôm nay ngạn tước đã đến công ty làm việc rồi, không khác gì ngày thường cả còn liên kiều thì không phải vẫn đang yên lành ở đây nói chuyện với chúng ta sao thượng quan tuyền chen vào mặc di nhiễm dung gật đầu đồng ý với cách nói của cô tối hôm qua cô ta đúng là không có làm gì cả chừng như cô ta đã đoán trước được ngạn tước sẽ đi gặp liên kiều vậy chuyện này chuyện này sao lại có thể chứ liên kiều vẫn chưa từ trong nỗi bàng hoàng tỉnh lại thực ra điều nghi vấn của chị chính là cô ta đã thấy chuyện đó nhưng vì sao lại không ra tay ngăn cản ngay cả bước đến đánh động một tiếng cũng không có, hơn nữa còn nhắc nhở chị về thời hạn cuối. Chị thật nghĩ mãi cũng không hiểu ý đồ của cô ta là gì, mặc di nhiễm dung mày vẫn luôn trao chặt, nghi hoặc lên tiếng. Em cũng nghĩ không ra nha. Nhưng mà, Liên Kiều cắn môi, rũ mắt không dám nhìn thẳng mọi người, trên mặt lộ ra một sự đồng tình và trắc ẩn. Mặc di nhiễm dung nhìn cô, em muốn nói gì đây? Liên Kiều trầm mặt một lúc rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cô, chị ta là chị của em vậy thì sao thượng quan tuyền nhìn không được chen vào liên kiều chị đừng nói với bọn em là chị đồng tình và tha thứ cho cô ta nha chẳng lẽ chị đã quên cô ta hại chị khổ sở đến thế nào đó là còn chưa nhắc đến lần trước cô ta hại chị khiến chị mê man suýt nữa thì mất luôn cả mạng nhưng mà nhưng mà sao hoàng phủ anh kéo tay cô tức tối nói chắc là chị không mềm lòng đến thế chứ nếu như trước nửa đêm nay mà anh ngạn tước vẫn còn chưa nhớ được chị thì kế hoạch của cô ta đã thành công chị tốt nhất là nên lo cho chính mình còn hay hơn liên kiều cắn môi ngập ngừng nói chị không có quên những chuyện chị ấy đã làm với chị chỉ là chị thật sự cảm thấy chị ấy rất đáng thương chị thượng quan tuyền kêu to lên một tiếng sau đó bất mãn nói chị còn dám kêu cô ta thân thiết người vậy chị đừng quên cô ta chưa từng thừa nhận chị là em gái người đáng thương là chị mới đúng còn cô ta chỉ có đáng hận thôi Chị và chị ta dù sao cũng là chị em ruột thịt Tình máu mũ là không chối bỏ được Liên Kiều thấp giọng nói Mặt di nhiễm dung nghe vậy Nhẹ kéo tay cô Ôn nhu hỏi Em gái sao em lại nghĩ như vậy Chị Liên Kiều ngã đầu lên vai cô Nũng nịu nói Thực ra em và chị ta đi hai con đường khác nhau Chỉ có điều em may mắn hơn chị ta Được ông nội mang về nuôi lớn Tuy em không có cha mẹ Nhưng còn có ông nội có chị, còn có ngạn tước và cả nhà hoàng phủ, ai nấy đều yêu thương em, lại còn có tiểu tuyền, tử tranh và chị kỳ hinh làm bạn tốt nhưng chị ấy thì vui cũng chỉ một người, không vui cũng chỉ có một mình, không có ai cùng chia sẻ vui buồn, không có ai tâm sự, cũng không có ai quan tâm giúp đỡ. Như vậy, còn không tội nghiệp sao? Mặt di nhiễm dung nhất thời trầm mặt không nói. Trong phòng chợt im ắng hẳn đi, thời gian chừng như cũng dừng lại. Đừng nghĩ nhiều như vậy, em nhất định sẽ vượt qua buổi tối nay, mặc di nhiễm dung qua một lúc lâu sau mới lên tiếng, chị không cần biết em nghĩ thế nào về cô ta, nhưng ít ra em cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngạn tước hoàn toàn xem cô ta là em chứ. Dạ, Liên Kiều gật mạnh đầu sau đó đứng dậy. Bây giờ em đến công ty tìm ngạn tước. Được đó, ý kiến hay. Em ủng hộ chị, Hoàng Phủ Anh cũng đứng dậy, thấy cô tươi tỉnh như vậy cũng âm thầm thở vào một hơi, sau đó như nhớ ra điều gì, cô nói nhưng bây giờ lãnh đại ca không ở hoàng phủ làm sao bây giờ lãnh tiên sinh đi đâu mặc di nhiễm dung hỏi lại sáng nay dục nhận được một cú điện thoại kỳ lạ sau đó liền vội vội vàng vàng rời đi vừa nãy em gọi điện thoại thì lại không thông không liên lạc được thượng quan tuyền cho mày nói mặc di nhiễm dung nghe vậy giống như đang suy nghĩ điều gì gật đầu chắc không có chuyện gì đâu chị sẽ ở lại hoàng phủ canh chừng vô đô em à em đến thẳng công ty tìm hoàng phủ tiên sinh đi có thể tranh thủ được giây phút nào ở bên cạnh ngài ấy thì cứ làm yên tâm đi chị em nhất định sẽ không có việc gì liên kiều nói như đinh đóng cột nhưng thượng quan tuyền lo lắng nói còn nhớ lúc chúng ta vừa mới đến hoàng phủ không cái cô yodo đó cùng trở về với ngạn tước chắc là đi cùng anh ấy đến công ty rồi mọi người nói thử xem người trong công ty có phải cũng giống như người nhà hoàng phủ không nhận ra liên kiều không mặt di nhiễm dung suy nghĩ một chút rồi gật đầu, tiểu tuyền lo lắng như vậy cũng đúng thôi. Vô đồ con người này làm việc cẩn trọng như vậy, chỉ tin rằng Liên Kiều muốn gặp được Hoàng Phủ Tiên Sinh cũng là một chuyện không dễ dàng. Làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Anh chợt lên tiếng, giọng mừng rỡ, dễ thôi mà, em dẫn Liên Kiều đi công ty thì được rồi. Cho dù người trong công ty không nhận ra Liên Kiều nhưng dù sao em đường đường cũng là tiểu thư nhà hoàng phủ, bọn họ không thể nào không nhận ra em ha ha liên kiều mừng rỡ che miệng cười vậy cứ làm thế đi mặt di nhiễm dung gật đầu hoàng phủ tài phiệt vẫn bận rộn như trước trên mỗi tầng lầu mỗi phòng làm việc là bóng dáng bận rộn như con thoi của các nhân viên trong trang phục công sở trên gương mặt mỗi người đều là vẻ khẩn trương cùng nghiêm túc cửa văn phòng tổng giám đốc chợt bị một bàn tay nhỏ nhắn đẩy ra sau đó là một gương mặt tươi cười xuất hiện nơi cửa anh anh đang chăm chú xem văn kiện chợt nghe tiếng mở cửa, Hoàng Phủ Ngạn tức ngẩng đầu lên nhìn sau đó ngạc nhiên hỏi lại, sao em lại ở đây? Anh, Hoàng Phủ Anh cười rạng rỡ đi vào văn phòng, sau lưng cô là Liên Kiều đang mỉm cười ngọt ngào. Sau khi ánh mắt của Hoàng Phủ Ngạn tức nhìn đến bóng dáng nhỏ nhắn phía sau Hoàng Phủ Anh, cả người hắn chợt cứng đờ. Anh bận đến vậy sao? Mới sáng sớm đã đến công ty rồi, Hoàng Phủ Anh tiến đến níu cánh tay hắn, hỏi. Cũng không đến nổi. Sao bỗng dưng lại đến đây? Muốn đi tìm anh hay sao? Có chuyện sao? Hoàng Phủ ngạn tức cười, thân thiết hỏi. Hoàng Phủ anh không vội trả lời hắn mà xoay người, đẩy Liên Kiều đến trước mặt hắn. Đương nhiên là không có chuyện thì không đi tìm anh rồi. À, em vốn là đã hẹn trước với Liên Kiều cùng nhau đi ăn cơm rồi dạo phố nhưng tạm thời em có chút chuyện không thể đi với chị ấy được. Anh giúp em chiếu cố Liên Kiều một chút được không? Liên Kiều không nói gì chỉ đứng yên đó lẳng lặng nhìn hoàng phủ ngạn tước hoàng phủ ngạn tước gật đầu đồng ý sau đó nói được anh sẽ sắp xếp tài xế đưa cô ấy về nhà hoàng phủ anh vừa nghe đã sốt ruột làm ơn đi anh hai bọn em mới vừa ra ngoài thôi mà chưa kịp làm gì anh đã vội đưa cô ấy trở về vậy thì chán lắm liên kiều là bạn tốt nhất của em nha khó có được một ngày đẹp trời thế này để đi dạo phố anh ngạn tước anh là người tốt nhất tốt nhất trên đời lại thương em nhất nếu như anh không bận thì thay em đi với Liên Kiều đi, được không? Anh đi với cô ấy. Hoàng Phủ ngạn tước sửng sốt hỏi lại, còn chưa đợi hắn phản ứng kịp thì Hoàng Phủ anh đã đẩy Liên Kiều vào lòng hắn, cười ái mùi nói, cứ quyết định như vậy đi. Phải giúp em chăm sóc Liên Kiều đấy nhé, cảm ơn anh. Em có việc gấp em đi trước đây. Nói xong liền chạy như bay ra khỏi cửa không để cho Hoàng Phủ ngạn tước kịp nói tiếng nào bầu không khí trong văn phòng chợt trở nên cực kỳ ái mùi hoàng phủ ngạn tước đang ôm liên kiều trong lòng mà liên kiều thì chẳng hề có ý định rời khỏi hắn ngạn tước lát nữa cùng em đi ăn trưa được không thấy hắn không nói gì cô chủ động vòng tay ôm lấy hắn ngẩng mặt lên nhìn hắn nũng nịu nói giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai của cô khiến tim hoàng phủ ngạn tước chợt mềm như nước hắn nhìn sâu vào đôi mắt màu tím của cô ánh mắt không giấu được một tia tình ý Muốn ăn gì? Hắn trầm giọng hỏi. Ừm, đôi mắt to tròn của Liên Kiều đảo quanh một vòng sau đó cười ngọt ngào, tùy anh thôi. Chỉ cần có anh bên cạnh, ăn gì cũng được. Hoàng Phủ Ngạn tước suy nghĩ một chút. Dẫn em đi ăn món mã lai chính tông vậy. Liên Kiều sững sờ nhìn hắn, ngây ngốc hỏi, sao anh biết em thích ăn món mã lai? Chưa có ai nói cho hắn biết cô là người mã lai, chẳng lẽ hắn nhớ lại rồi sao? nhưng mà nhìn không giống lắm. Quả như cô nghĩ, Hoàng Phủ Ngạn tước thấp giọng cười, trả lời, trực giác thôi. Ừm, dạ, Liên Kiều không giấu được sự thất vọng. Sao vậy? Không thích sao, ánh mắt sắc bén của Hoàng Phủ Ngạn tước không bỏ qua một giây thất thần kia của cô, nhẹ giọng hỏi. Liên Kiều lắc đầu, em thích, em nói rồi, chỉ cần đi với anh, ăn gì cũng được. Hết chương 380, cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha